Bước đầu học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn, phần 11, mê tín chánh tín. Mở đề. Đạo Phật chủ trương giác ngộ, mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho thế gian. Mọi lẽ thật đều hiện bày dưới ánh sáng giác ngộ. Nhận thấy lẽ thật rồi mới khởi lòng tin, đó là chánh tín. Ngược lại, bày những điều mê hoặc làm mù quáng người đời, lừa bịp thế gian, ấy là mê tín. Hoặc không hiểu rõ, không có lý lẽ mà tin càng tin mướn là mê tín. Tin mướn là tai họa đưa con người đến đường mù tối. Thấy rõ biết đúng mới tin là sức mạnh vô biên khiến người thành công trên mọi lĩnh vực. Thế nên trong kinh Hoa Nghiêm có câu: tin là nguồn của đạo, là mẹ của mọi công đức. Tin hay nuôi lớn các gốc lành. Vì thế, người học đạo cần có lòng tin, song lòng tin đã qua sàng lý rạn lọc kỹ càng. Tuyệt đối không được tin càng, tin bướng, làm băng hoại tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Chính trong kinh Di Giáo Phật dạy: xem tướng lành dữ, trong xem sao hạn, xem xét thạnh suy, coi ngài đoán số, đều không được làm. Mê tín. Mê tín là lối tin mù quáng khiến con người mất hết trí thông minh. Những kẻ chủ trương mê tín là người làm hoặc loạn thế gian, đưa dân tộc lùi lại bán khai. Một tôn giáo chân chánh, một dân tộc văn minh không cho phép mê tín len lỏi trong tín đồ mình, trong dân tộc của mình. Thế mà đồng bào chúng ta, trong Phật giáo chúng ta, tệ đoan mê tín vẫn còn nhiều. Đồng cốt. Đồng cốt là hiện tượng mê hoặc khủng khiếp. Những kẻ làm ông đồng bà cốt đều là người sống trong trạng thái bất bình thường. Bản thân họ đã mất hết khả năng tự chủ. Họ bị sai xử bởi một ma lực huyền bí nào đó. Khi ma lực ấy dựa vào họ, liền lạm dụng các danh hiệu thánh như những bậc vĩ nhân của thuở xưa, dùng mạo xưng để lừa bịp người đời. Những kẻ yếu vía, dễ tin, nghe xưng danh hiệu Phật, Bồ Tát hay những vị tiên thánh liền khiếp đảm kính tin. Họ không dám phê phán đó là tà hay chánh. Thế rồi, họ một mực quỳ mọp để được phong chức hoặc nhận phép lành. Họ bị gạt bằng những danh hảo trong cõi vô hình, hoặc bằng những bùa tà phép lạ, những huyền hoặc về quá khứ tương lai. Từ đây, họ sống bằng ảo vọng mơ huyền, mất hết lý trí thực tại. Chúng ta phải khám phá dẹp tan những lối mê hoặc ấy. Riêng về nhà Phật trong kinh đã dạy rõ, khi chứng đến quả Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều có đầy đủ lục thông, tam minh. Vì thế, Bồ Tát hay A-la-hán muốn hóa độ kẻ hữu duyên liền dùng thần thông hiện giáo hóa, như Bồ Tát Quán Thế Âm trong phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Không khi nào các bậc thánh phải gá vào thân kẻ phàm tục khác để làm việc giáo hóa. Vì các ngài đầy đủ thần thông biến hóa vô ngại, như thế những ma lực tựa vào đồng cốt đều là sức của quỷ thần. Vì sợ người đời không tin nên chúng mạo xưng những danh hiệu cho to để gây uy tín. Biết rõ tính cách ma mị của chúng, người Phật tử phải tránh xa, tuyệt đối không được phụ họa với chúng, huống là uy tín. Có thể tỏ ra là người Phật tử chân chánh.
thật là vô lý. Đạo lý nhân quả của Đức Phật dạy rành rành trong kinh mà người ta bất chấp. Thân tổng báo của chúng ta có lẫn lành với dữ. Khi nhân lành đến thì hưởng quả lành, khi nhân dữ đến thì chịu quả dữ. Không thể chạy trốn được, chỉ có tạo nhân lành nhiều, khi quả dữ đến sẽ nhẹ đi hay giảm bớt. Ví như trước kia chúng ta đã làm khổ một người, vì lúc đó họ thiếu khả năng trả thù nên dường như thông qua. Đến lúc nào đó họ đủ điều kiện trả thù, nếu chúng ta không được nhiều người thương che chở thì quả đó đúng với nhân kia. Ngược lại, nếu chúng ta quá nhiều người ủng hộ che chở, quả phải trả sẽ nhẹ hoặc giảm mất cũng có. Bởi thế nên sợ quả khổ không gì hơn chúng ta phải tạo nhân vui. Không nên cúng sao cúng hạn để cầu được an vui là điều phi lý. Tai hại mê tín. Hoàng Xuyên khờ khạo: người mê tín theo quỷ thần là tin một cách hoàng xuyên, không có căn cứ, không có lý luận, tin bướng tin càng, mất hết lý trí, trở thành con người khờ khạo. Đó là hình ảnh những người tin vào ông đồng bà bóng, xác cô xác cậu tạo nên. Tại sao họ như thế? Bởi vì họ gửi gắm tâm hồn vào sự huyền bí, vào thế giới vô hình. Họ mất hết trí thông minh thực tế. Có khi họ gần như người điên, nói lảm nhảm một mình hoặc nói những việc đâu đâu vô căn cứ. Bị cột trói, ích kỷ, tàn nhẫn. Người mê tín vào lịch số là kẻ bị cột trói một cách thảm hại. Họ không bao giờ dám quyết định làm việc gì thích hợp vào thời biểu hiện tại. Họ đợi giờ xem tốt xấu mới dám làm. Thế rồi họ bị chết khô trong cái rọ ngày giờ. Bởi quen lựa ngày giờ tốt xấu nên họ trở thành con người ích kỷ dễ sợ. Có những việc đáng làm ngay lúc đó để giúp người, họ lại sợ giờ xấu rồi không chịu làm. Cho đến việc ma chay cha mẹ, họ vẫn lựa ngày tốt, giờ tốt để lợi cho con cháu họ, không nghĩ gì đến người chết. Có khi còn dùng thuật trấn ếm, nếu cha mẹ họ chết nhằm ngày trùng. Thật là tàn nhẫn, họ không còn một chút tình thương đối với người chết. Mọi việc ma chay, chọn lựa ngày giờ, họ đều một bề vì họ tin. Những người ấy lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ. Trên đầu trên cổ họ cột sẵn trăm ngàn mối dây năm tháng ngày giờ, không cho họ thông thả một giây phút nào. Khiếp nhược mất tự tính. Người tin vào bói xăm sao hạn là con người khiếp nhược mất tự tính. Bởi không tự tính nên làm việc gì họ cũng phải đi hỏi thần hỏi thánh. Họ lo âu, sợ hãi năm nào gặp sao La Hầu kế đô. Nhân lành họ không chịu tạo, nhân dữ không chịu tránh, mà một bề sợ sao hạn, quả là những con người mù tịch tối tăm. Họ sợ những cái không đáng sợ, họ cầu những điều không thể cầu, thật là oái âm vô lý. Người Phật tử thấy rõ lẽ tà chánh ấy, can đảm quăng đi những tệ lục sai lầm, mới có thể sống với tinh thần đạo giác ngộ. Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín? Trong nhà chùa, mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều. Tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín cũng là chánh tín. Mê tín. Chúng ta đã khẳng định rằng mọi người sự cầu nguyện đều được toại nguyện, đó là mê tín. Vì sao? Bởi vì nếu cầu nguyện mà được thì không cần nói đến nhân quả nghiệp báo. Nếu mọi sự kiện xảy ra đều do nhân quả thì sự cầu nguyện khó mà toại nguyện. Bởi lẽ, thế
thế gian có kẻ tạo nghiệp lành, có người tạo nghiệp dữ. Người tạo nghiệp lành khi phước báo đến thì được như ước nguyện. Kẻ tạo nghiệp dữ khi nghiệp báo tới thì dù có nguyện cầu như thế nào cũng không thể thoát khỏi quả khổ. Thế thì làm sao dám cố định cầu nguyện là như ý? Người chấp cố định là sai lầm không hợp lý, nên thuộc mê tín. Chánh tín, chúng ta chỉ xem cầu nguyện như những lời chúc lành là chánh tín. Vì quý kính cha mẹ, quý kính người thân, chúng ta hằng cầu nguyện cho những vị ấy, xong có được ước nguyện hay không còn tùy thuộc phước duyên dày mỏng của những vị ấy. Mặc dù không được như nguyện cũng nói lên được lòng hiếu thảo chân thành của chúng ta. Cũng như vì hiếu kính những người trưởng thượng, những bạn bè thân hữu, bà con chúng sanh, đầu năm mọi người chúc lành cho nhau. Những lời chúc lành này không hẳn thể hiện được, nhưng cũng nói lên được lòng quý mến nhau. Hơn nữa, người tu Phật cầu nguyện với mục đích phá tan tâm niệm vị kỷ của mình. Bất cứ một Phật sự nào, chúng ta đều hồi hướng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Mới nghe qua, dường như những lời nguyện suông không thể thực hiện được. Song trên tinh thần phá ngã, cứ lặp tới lặp lui mãi cái tâm niệm vì tất cả chúng sanh, khiến người ta quên bẵng bản ngã riêng tư của mình. Mọi việc làm đều không phải vì mình, không được nghĩ lợi ích riêng cho mình, mà phải vì nhân loại, vì tất cả chúng sanh. Hằng ngày cứ huân tập mãi tâm niệm này, đến một khi nào đó chúng ta không còn thấy bản ngã riêng, đồng hóa mình và chúng sanh không khác. Thế là chúng ta phá được chấp ngã và phát tâm đại từ bi, xem mọi khổ vui của người như của chính mình. Hiểu cầu nguyện và ứng dụng cầu nguyện như vậy, quả thật là chánh tín. Chánh tín, tin nhân quả. Đứng về chiều thời gian, vạn vật hiện có trong vũ trụ này, không một vật nào thoát ngoài nhân quả mà được hình thành. Trên tiến trình sanh diệt, quyết hẳn vạn vật từ nhân tiến đến quả, từ quả trở lại nhân. Nhân quả, quả nhân xoay vần không dứt, đó là hiện tượng sanh hóa trên cõi nhân gian. Nghiệm xét thấu đáo, chúng ta không thấy một vật gì không nhân mà có, ngẫu nhiên mà thành. Thấy rõ lý nhân quả, chúng ta khéo uyển chuyển cái xấu trở thành cái tốt, cái dở trở thành cái hay. Thấy rõ lý nhân quả, chúng ta nắm chắc quyền tự chủ, tạo dựng tương lai đẹp cho chính mình. Lý nhân quả vừa khoa học, vừa là sức mạnh chuyển tiến của con người. Tìm hiểu tường tận lý nhân quả là người thông minh. Biết ứng dụng lý nhân quả là con người tiến bộ. Khảo sát theo nhân quả là lý luận chặt chẽ, là hiểu biết thấu đáo. Cho nên, nghiệm xét lý nhân quả tường tận rồi, chúng ta tin tưởng là chánh tín. Tin nhân duyên. Đứng về mặt không gian, vạn vật trong vũ trụ đều do nhân duyên hợp thành. Không một vật nào do một đơn vị làm nên, mà phải nhiều đơn vị hợp lại mới thành hình. Chính thế, lý nhân duyên thích ứng với tinh thần phân tích của khoa học hiện nay. Nếu sự vật do một đơn vị làm nên thì còn gì phân tích? Bởi vì nhiều đơn vị hợp thành một vật thể, chúng ta mới phân tích chia ra nhiều đơn vị, nhiều loại. Nhỏ nhất như một nguyên tử, người ta phân tích trong đó vẫn có nhiều phần hợp thành, huống là những vật thể to tát. Do đó, chúng ta thấy rõ lý nhân duyên nhà Phật nói là một lẽ thật, đúng với tinh thần khoa học hiện thời.
Hiểu được lý nhân duyên, chúng ta phá tan cái chấp làm vô nhân và nhất nhân. Hiểu được lý nhân duyên, chúng ta thấy rõ muôn vật trên thế gian có sự liên quan chằng chịt với nhau. Chúng ta không thể tách rời một cá thể đứng ngoài tập thể, một cá nhân đứng ngoài nhân loại. Đây là lý do khiến dẹp được quan niệm cá nhân ích kỷ. Chúng ta tích cực xây dựng nên hạnh phúc chung cho nhân loại, không riêng một cá nhân. Tinh lý nhân duyên là tinh bằng trí tuệ, bằng khoa học, cho nên chánh tính. Lợi ích chánh tính. Trí tuệ. Nhận rõ lý nhân quả, lý nhân duyên là tác dụng của trí tuệ. Chính do nhận xét thấu đáo, phân tích rành mạch, khiến trí tuệ ngày càng phát triển. Nếu một đối tượng trước mắt, chúng ta cứ thầm nhận là tự nhiên nó có, do tạo hóa làm nên, thế là còn gì phải nhận xét, phải phân tích. Cứ thế mãi, trí tuệ sẽ cùng măng, không thể nào bén nhạy được. Đó là cái cớ khiến người ta lười suy xét, lâu ngày trở thành tâm trí ù lì chai cứng. Người Phật tử phải sống bằng trí tuệ, nên thấy rõ vạn vật sanh thành hoại diệt đều nằm trong hệ thống nhân quả nhân duyên. Do sự vật hiện có mà không do nhân quả, nhân duyên là phi lý luận, phản khoa học. Vì thế, người chánh tính là người thực tế khoa học, nhận xét bằng trí tuệ. Chịu trách nhiệm. Thâm đạt lý nhân quả nhân duyên, người ấy sẽ nhận lấy trách nhiệm nên hư hay dở, tốt hay xấu đều do mình. Mình là chủ động gây thành nhân tốt, tạo ra duyên lành. Mọi việc đều không được tốt lành là do mình không chịu gây tạo. Đây là lỗi tại mình, nào phải tại ai. Biết thế, chúng ta không trốn tránh, không kêu than. Trái lại, can đảm chấp nhận, để rồi xoay chuyển. Bởi nhận rõ nhân quả nhân duyên, chúng ta xét một sự kiện xảy ra tốt xấu, phát xuất từ nhân nào, hội đủ nhân duyên gì mới xảy ra như thế. Thế thì, dù có việc dở hay hay, chúng ta đều thấy rõ không lầm. Chúng ta nỗ lực cố gắng tạo điều kiện để chuyển đổi nó. Chịu trách nhiệm để chuyển đổi, không phải chịu trách nhiệm để thông qua, đó là tinh thần của người chánh tính. Tự tính. Biết rõ dở hay do mình, quả thật mình là chủ nhân của mọi thành bại, đau khổ an vui, chính mình là người tạo ra. Ngày mai tươi sáng, ngày mai tối tăm, ta là người chủ động. Do thấu hiểu lý nhân quả nhân duyên, con người sẽ có sức tự tính mãnh liệt. Người có sức tự tính, con người mới cố gắng chuyển đổi, vươn lên trong mọi lĩnh vực. Một dân tộc có đức tự tính, không bao giờ cam chịu khuất phục chậm tiến. Có tự tính là có một sức mạnh phi thường, có tự tính sự tu hành mới không thối chuyển. Kết luận, mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng, nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối. Đạo Phật chủ trương chánh tín, không bao giờ chấp nhận mê tín. Do vì người truyền đạo không thông lý đạo, nên ghép những tập tục thế gian vào trong đạo, khiến người ta hiểu lầm đạo Phật mê tín. Bản chất của đạo Phật là trí tuệ, là giác ngộ, làm sao dung nạp được mê tín? Nếu người ta thấy trong chùa chiền hiện nay còn những hiện tượng mê tín, vội phê bình đạo Phật mê tín, đây là những oan tình của đạo Phật. Tất cả những kinh Phật không có nói những việc mê tín ấy, chẳng qua một số người vì tùy tục, vì thiếu hiểu Phật pháp vẽ bày ấy thôi. Người học Phật chân chánh
phải gan dạ loại bỏ những tập tục sai lầm ấy, can đảm dứt khoát đập tan mọi tệ đoan làm suy giảm giá trị Phật pháp. Có khi dẹp bỏ những điều đó có thể thiệt thòi chút ít quyền lợi của mình, song chúng ta cương quyết vì chánh pháp chứ không vì lợi dưỡng, vì đưa người ra khỏi đường mê, không vì sợ mất mát bản đạo. Được thế, chúng ta mới xứng đáng là người lãnh đạo tín đồ, mới không hổ thẹn là hàng tăng bảo. Bước đầu học Phật. Phần 12. Tội phước. Hòa thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Mở đề. Nói đến tu hành là nói đến tội phước. Nếu không rõ tội phước, tức là không rõ sự tu hành. Nếu người tu mà cứ lao mình trong tội lỗi, ấy là tạo tội chứ không phải là người tu hành. Mọi sự an vui và đau khổ gốc từ tội phước mà sanh ra. Vì thế, muốn thấu hiểu sự tu hành, chúng ta phải thấu hiểu tội phước. Tội phước là những hành động thiết thực trong cuộc sống này, không phải là chuyện siêu huyền mờ ảo đâu đâu. Thế nên, người tu hành phải thấu đáo, phải phân rành vấn đề tội phước. Thế nào là tội? Tội là hành động làm cho mình và người đau khổ trong hiện tại và vị lai. Người làm tội cũng gọi là người dữ, người xấu. Tội có tội ngoài đời và tội trong đạo. Tội ngoài đời là những kẻ phạm luật pháp nhà nước, bị tù đày đau khổ. Tội trong đạo có hai loại: tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, tội làm đau khổ chúng sanh. Tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, như trước nhận giữ 5 giới hoặc 10 giới là điều cao cả quý báu, ở trước Tam Bảo nguyện trọn đời gìn giữ, mà sau này không giữ được một hoặc nhiều điều, gọi là tội phạm giới. Tại sao phạm giới gọi là tội? Bởi vì trước mình đã nhận định những giới luật đó là hay là đúng, nếu giữ sẽ được lợi ích cho mình và chúng sanh nên nguyện gìn giữ. Sau này mình không gìn giữ, thế là đã phá hoại lợi ích của mình và của chúng sanh nên phạm tội. Thí dụ như giới ăn trộm chẳng hạn, bất cứ một hành động nào làm khổ cho người hiện tại hoặc mai kia đều là tội. Bởi vì mình đã gây ra nhân đau khổ thì quả khổ của mình phải lãnh lấy. Do làm khổ mình, khổ người nên gọi là tội. Tội có tội nhẹ và tội nặng. Tội nhẹ: những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh do thân, miệng chúng ta gây ra mà không cộng tác với ý gọi là tội nhẹ. Bởi vì việc làm ấy là vô tâm hoặc không có ý thức. Việc làm vô tâm, khi nạn nhân cảm thông được, họ sẽ bớt hận thù. Nếu họ đại lượng có thể tha thứ luôn. Thí dụ, chúng ta đi đường, có đứa bé cầm hòn đá ném chơi lại trúng vào chúng ta. Nếu chúng ta biết nó không có ý ném mình, tuy đau điếng mà chúng ta không giận nó. Thế nên, mọi hành động bằng thân bằng miệng làm đau khổ cho người mà không có ý thức là tội nhẹ. Xin lỗi hoặc sám hối sẽ hết. Việc làm đau khổ chúng sanh chút ít cũng gọi là tội nhẹ. Tội nặng: những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh do thân, do miệng cộng tác với ý,
chúng ta gây ra gọi là tội nặng. Bởi vì việc làm ấy là có cố tâm, có hữu ý, khiến người oán giận không thể tha thứ. Thí dụ, như có người cố tình đánh chúng ta, dù cái đánh ấy bị cản trở không chạm đến thân chúng ta, song biết kẻ ấy cố tình đánh mình, chúng ta cũng giận họ đời đời. Vì thế, hành động cố tâm, hữu ý là hành động quan trọng nên tạo thành tội nặng. Thế nên, tội phát xuất từ ba nghiệp chúng ta, nơi thân là giết người, trộm cắp, tà dâm, nơi miệng là nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói hung ác, nơi ý có tham, sân và tà kiến. Sự hợp tác chặt chẽ của ba nghiệp này gọi là tội nặng. Thế nào là phước? Phước là những hành động đem lại sự an vui cho mình, cho người ở hiện tại và mai sau. Người làm phước cũng gọi là người lành, người tốt. Bởi vì những hành động đem lại sự an vui cho người, người sẽ quý mến. Chính sự quý mến ấy nên khi gặp nhau vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chúng ta giúp đỡ hoặc an ủi khiến người được an vui. Người thù đáp lại chúng ta bằng cử chỉ biết ơn vui vẻ quý mến. Đó là làm phước gặp phước. Vì thế, người biết làm phước hiện tại được an vui, mai sau vẫn được an vui. Làm phước có hai thứ, phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu làm cho mình, cho người an vui tương đối trong vòng sanh tử là phước hữu lậu. Do ba nghiệp chúng ta hoạt động đem lại sự an vui cho người. Chính hành vi ấy là sanh diệt giới hạn, còn trong vòng sanh tử hiện tại cũng như mai sau. Chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho mình và mọi người thường được an vui. Muốn thực hiện được điều đó, ngay nơi ba nghiệp chúng ta phải ứng dụng các điều này. 1. Về thân. Cứu mạng, chúng ta phải sẵn sàng cứu giúp bảo vệ sinh mạng người. Nếu người gặp tai nạn sắp mất mạng, theo khả năng của mình, chúng ta tận tâm cứu giúp, giải cứu cho người thoát chết, hoặc ngừa đón những sự việc có thể làm nguy hiểm đến sinh mạng người đó. Đó là việc làm phước của thân. Bởi vì sinh mạng đối với con người là tối thượng, cho nên ai giải cứu khỏi chết là an vui và biết ơn vô kể. Bố thí. Kể đến, sẵn sàng cứu giúp người khi gặp cảnh cơ hàn nguy khốn, nỗi khổ đói rét cũng đe dọa đến sinh mạng. Người đang lâm vào cảnh khổ này, nếu được cứu giúp, họ cũng vui mừng vô hạn. Chúng ta muốn được an vui thì phải sẵn sàng mang sự an vui bủa khắp mọi người. Đó là nền tảng phước đức. Hạnh phúc không phải đến riêng với chúng ta, mà do sự thù đáp từ hạnh phúc của mọi người đem lại. Chúng ta đừng dại khờ cứ bo bo giữ lấy tài sản vô thường làm riêng cho mình. Cần phải ban bố cho những người đang thiết tha cần nó. Những cái vô thường mà cứ giữ, có ngày sẽ khổ đau khi nó không còn ở trong tầm tay mình nữa. Mượn của cải vô thường làm phương tiện an vui cho người, nguồn an vui ấy sẽ trở về với chúng ta một cách bền vững lâu dài. Trinh bạch. Cần phải giữ hạnh trung thành trinh bạch. Người biết đạo lý đã không dám xâm phạm đến danh giá và hạnh phúc của gia đình người, còn phải trung thành trinh bạch với gia đình mình. Tinh thần trung trinh ấy giúp cho người trong gia đình tính cẩn lẫn nhau. Do sự tính cẩn nhau nên trong gia đình được sự an ổn vui tươi. Trong gia đình đã thế, chúng ta cần nhắc nhở chỉ dạy cho mọi người chung quanh đều tập hạnh trung trinh này. Được như thế, sự an vui không chỉ ở trong phạm vi gia đình mà tràn lẫn đến xã hội. 2. Về miệng. Tu phước ở miệng phải tập 4 điều này. Nói lời chân thật. Nói chân thật để đem lại niềm tin tưởng an ổn cho người.
bất cứ ở trường hợp nào, chúng ta phải cố gắng nói lên những lẽ thật, luôn luôn tôn trọng và yêu chuộng lẽ thật, cho nên phát ngôn lúc nào cũng hợp với sự thật. Chân thật là nguồn gốc tin yêu nhau, do đó mọi sự mến thương được bền bỉ. C. Nói đúng lý. Nói đúng lý để giúp mọi người nhận được lẽ chánh. Trong cuộc sống phức tạp này khiến cho mọi người khó tìm được con đường chánh. Cho nên chúng ta cố gắng nói ra lời đúng lý, hầu làm sáng tỏ chỗ ngờ vực của người. Sống đúng, nói đúng thật là sự hy hữu trong cuộc đời hỗn độn hiện nay. Chúng ta mãi tôn trọng câu mặc người phi pháp, chúng ta vẫn giữ đúng pháp. Nói hòa thuận. Nói hòa thuận để đem lại tình đoàn kết cho mọi người. Tất cả việc làm phân ly chia rẽ đều là tạo nên thống khổ cho con người. Chúng ta đã không làm thế mà luôn luôn dùng lời hòa thuận để hàn gắn lại những mối tình đã rạn nứt. Ngôn ngữ của chúng ta phát ra đều đem lại tình yêu thương gắn bó cho mọi người. Thấy đâu có sự rạn nứt, có mầm tan rã, chúng ta đều nỗ lực dùng lời hòa thuận là chất keo hàn gắn lại. Tận dụng ngôn ngữ của mình để đem lại tình đoàn kết an vui cho nhân loại. Nói nhã nhặn. Nói nhã nhặn để đem lại sự ôn hòa vui vẻ cho mọi người. Mọi sự căm phẫn, bực tức đều làm cho người đau khổ. Chúng ta tập nói nhã nhặn là làm dịu mọi sự bực dọc của người. Lời nói nhã nhặn khiến người dễ mến và vui vẻ. Trọn đời chúng ta đem lại sự an vui cho chúng sanh, không có lý do nào lại dùng lời thô ác. Chúng ta phải thực hiện lời nhã nhặn mãi mãi với mọi người. 3. Về ý. Chúng ta phải tập từ bi, nhẫn nhục và chánh kiến. Mang lại tình thương cho chúng sanh là tiêu diệt mầm tham lam độc ác. Nỗi khổ của chúng sanh ngập trời đều do lòng tham ác của con người tạo nên. Chúng ta tận lực gây dựng tình thương để giảm thiểu đau khổ cho chúng sanh. Tập lòng nhẫn nhục để chịu đựng mọi cảnh ngang trái mà không sanh không giận. Có nhẫn nhục được, chúng ta mới giữ được tình thương lâu dài với chúng sanh. Chánh kiến là nhận định đúng đắn, đưa chúng ta đi đúng hướng, sáng suốt tươi vui. Do chánh kiến mới có nói đúng, làm đúng. Ba nghiệp tạo phước, chánh kiến là đội binh tiên phong. Tóm lại, ba nghiệp làm 10 điều trên là tu phước hữu lậu. Phước này khiến chúng ta quay lại trên con đường an vui tươi đẹp. Mặc dù còn tương đối sanh tử, song đến đâu cũng là hài lòng mãn ý. B. Phước vô lậu. Phước vô lậu là sự an vui tuyệt đối không giới hạn. Do thoát ly sanh tử nên an vui miên viễn. Bởi sự an vui nào mà còn sanh tử đều tạm bợ đối đãi. Chỉ có tiêu diệt hết mầm sanh tử, an trụ vô sanh mới là an vui viên mãn. Tu phước vô lậu là chúng ta nhắm hướng vô sanh làm mục đích. Hằng ngày buông xả cái chủ động sanh diệt và dùng trí thấy rõ các tướng giả dối sanh diệt, không lầm, không kẹt nó. Cứ thế tiến mãi, cho đến bao giờ viên mãn mới thôi. Mình làm như vậy, chỉ dạy người làm như vậy là tu phước vô lậu. Cần tránh tội làm phước. Tránh tội. Đã biết tội là nhân khổ đau bất như ý, chúng ta cố gắng tránh đừng gây nên tội. Cuộc đời đã khổ đau lắm rồi, chúng ta không thể làm cho nó tươi đẹp, ít ra cũng đừng tô thêm cho đậm nét khổ đau. Tránh gây khổ đau cho người tức là tránh tạo khổ cho mình. Có ai ngu dại đến nỗi lấy dây tự trói, tự roi đánh mình?
để rồi kêu khóc thở than. Mầm khổ đau không gieo thì cây khổ đau làm sao đâm chồi nảy lộc. Biết thế, chúng ta dè dặt tối đa trong việc gieo nhân đau khổ. Dù một tội nhỏ tránh được, chúng ta cố gắng tránh. Như trong luật nói, giọt nước tuy nhỏ rơi mãi cũng đầy chậu lớn. Người biết sợ tội là người sẽ khỏi tội. Chỉ có kẻ liều mạng xem thường tội lỗi, càng lún sâu trong tội lỗi. Đã có tội lỗi là có khổ đau. Như có hình thì có bóng, có tiếng sẽ có vang. Người học đạo phải sáng suốt thấy rõ lý lẽ ấy, để không lầm làm khổ mình khổ người. Làm phước. Hạnh phúc an vui là điều ai cũng ước mơ mong mỏi. Người học đạo không ước mơ mong mỏi suông, phải thực tế gầy dựng hạnh phúc cho người, tức là gầy dựng hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc không thể ngẫu nhiên đến với chúng ta mà do công phu bồi đắp. Một hành động, một lời nói, một ý niệm, nhiệm màu đem an vui lại cho người chính là gây dựng hạnh phúc cho ta. Trong cuộc đời tương phản, kẻ buông xả hết lại là người được nhiều nhất. Ngược lại, người cố gìn giữ lại là người mất mát nhất. Tạo hạnh phúc cho mình không phải bo gìn giữ những cái gì của mình, mà phải xả bỏ cái của mình, tạo cho người an vui. Chúng ta làm cho trăm ngàn người an vui, quả thật đã tạo trăm ngàn điều an vui cho chúng ta. Vì thế, làm phước không bao giờ thấy đủ. Chúng ta làm mãi đến suốt đời mà vẫn thấy chưa xong. Có một lần, Đức Phật đang ngồi trong một tịnh xá. Ở phòng khác, Ngài A Nan Luật đang xỏ kim vá y. Vì mắt không tỏ, Ngài xỏ hoài mà chẳng được. Ngài buộc miệng than: có ai mắt sáng làm phước xỏ kim hộ tôi? Đức Phật nghe, Ngài đi đến chỗ A Nan Luật bảo: A Nan Luật, đưa kim ta xỏ hộ. Thế Tôn đầy đủ vô lượng phước đức mà còn móc từ cái phước xỏ kim. Thử hỏi chúng ta làm gì cho người mà không cố gắng làm phước? Phước càng to thì an vui càng lắm, có thiệt thòi gì đâu mà không chịu làm. Kết luận: tội phước là điều thực tế trên cõi nhân gian. Cổ động khuyến khích người tránh tội là hành động giảm thiểu khổ đau cho nhân loại. Tán thán ca ngợi làm phước là mang lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh. Đáng ra mọi người chúng ta đều tận lực làm điều này. Vô lý những kẻ đã không làm lại công kích người khác làm. Còn ai không xót xa khi thấy con người sát phạt con người? Người có lương tâm, đầy lòng trắc ẩn sẽ không thể ngó lơ trước huynh đệ tương tàn. Cho nên, tránh tội làm phước là điều mỗi con người chúng ta phải ứng dụng. Biết tội phước là cội nguồn của đạo đức. Song chúng ta đừng bị phỉnh gạt bằng những tội phước rỗng. Tội là cấy mầm đau khổ nơi con người, phước là gieo hạnh phúc cho chúng sanh. Thực tế như vậy không phải việc huyễn hoặc viễn vông. Bước đầu học Phật. Phần 13. Nghiệp báo. Hòa thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Mở đề. Mọi việc khổ vui trong kiếp hiện tại của chúng ta đều do nghiệp quá khứ và hiện tại chi phối. Nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Chúng ta chỉ biết sợ khổ cầu vui mà không biết tránh nghiệp ác tạo nghiệp lành. Thế chẳng khác nào kẻ sợ bóng mà cứ đứng ngoài trời nắng, muốn nghe nhạc mà bịt lỗ tai.
Một khi nghiệp quả đến, chúng ta dù muốn dù không, tất nhiên cũng phải chịu. Bởi nó là kết quả do hành động của chính mình đã tạo. Mình làm rồi mình chịu, đó là lẽ công bằng hợp lý của kiếp người. Định nghĩa. Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng với cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Trước tiên chúng ta cần biết chữ nghiệp. Nghiệp là dịch nghĩa chữ karma tiếng Phạn, chỉ hành động tạo tác theo thói quen của mỗi người. Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, định nghiệp, bất định nghiệp. Nghiệp thiện là hành động đem lại sự an lạc an vui cho chúng sanh. Nghiệp ác là hành động dữ làm đau khổ chúng sanh. Định nghiệp là hành động hoặc lành hoặc dữ có cộng tác với ý thức tạo thành nghiệp quyết định. Bất định nghiệp là hành động hoặc lành hoặc dữ không cộng tác với ý thức nên thành nghiệp không quyết định. Báo là đền trả một cách công bằng, không sai chạy, không tiêu mất. Chúng ta có hành động lành hay dữ, kết quả của hành động ấy sẽ đến, hoặc sớm hoặc muộn thôi. Thí dụ, chúng ta mắng chửi người là hành động dữ, người ấy sẽ mắng chửi lại ngay khi đó, hoặc thời gian khác, khó tránh khỏi. Sự thù đáp cân xứng gọi là báo. Báo có chia ba thứ: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là quả báo hiện tại, những hành động lành hay dữ ngay trong đời này chịu quả báo. Sanh báo là quả báo đời sau, hành động tốt xấu của ba nghiệp, đến đời sau mới chịu quả báo. Hậu báo là về sau lâu xa mới chịu quả báo. Ví như đầu mùa mưa, chúng ta đồng thời gieo trồng hạt đậu phộng, trồng cây chuối, trồng cây mít. Đến 3 tháng sau, chúng ta kết quả có đậu phộng. Sang năm, chúng ta mới kết quả có chuối. Sang 3-4 năm sau, chúng ta mới có kết quả được có mít. Như thế, hành động đồng thời mà kết quả lại sai biệt, tùy loại khác. Nếu chúng ta đòi hỏi ba thứ phải có kết quả đồng nhất là ngu xuẩn. Từ đâu tạo thành nghiệp? Nghiệp từ thân, miệng, ý của chúng ta tạo nên. Bởi thân, miệng, ý chúng ta làm lành, nói lành, nghĩ lành nên tạo thành nghiệp lành. Khi thân, miệng, ý chúng ta làm dữ, nói dữ, nghĩ dữ, tạo thành nghiệp dữ. Thế nên, chúng ta chủ nhân tạo nghiệp, cũng chính chúng ta là chủ nhân thọ báo. Ngàn đây, chúng ta hãnh diện đã thoát khỏi mọi quyền lực thiên liêng ban họa xuống phước. Chúng ta cũng hiên ngang thọ nhận tất cả quả khổ vui mà không có một lời oán hờn than trách. Chúng ta khôn ngoan biết lựa chọn nghiệp nhân nào mà mình thích mà làm, không còn mù quáng làm càng bướng. Đây là sự trưởng thành khi rõ nghiệp từ đâu mà có. Từ đâu có báo ứng? Sự báo ứng cũng chính nơi mình hiện ra. Mỗi khi chúng ta tạo nghiệp lành hay dữ, mắt chúng ta thấy cảnh ấy, tai chúng ta nghe tiếng ấy, hạt giống lành dữ ấy đã rơi vào tàn thức của chúng ta. Kẻ đối tượng bị chúng ta làm khổ vui cũng thế. Do mắt thấy, tai nghe nên hạt giống biết ơn hay thù hằn đã rơi vào tàn thức của họ. Đến một khi nào đó, cả hai gặp lại nhau thì hạt giống ân oán ấy trỗi dậy, khiến hai bên tạo thêm một lần nghiệp lành hay dữ nữa. Cứ thế tạo mãi, khiến nghiệp ngày càng dày, ân oán ngày càng lớn. Như khi chúng ta gặp một người đang mắc phải cảnh khốn khó cơ hàn, hình ảnh buồn thảm khổ đau của họ hiện bày đầy đủ. Chúng ta trong tay có đủ phương tiện,
liền giúp họ qua cơn khốn đốn. Lúc đó, trên gương mặt kẻ khổ đau đã ngã sang gương mặt tươi vui sáng sủa. Chứng kiến hiện tượng ấy, hạt giống vui tươi đã rơi vào tàn thức của chúng ta. Nếu mỗi ngày chúng ta đều gieo vào tàn thức những hạt giống vui tươi, đến khi thân này sắp hoại, chúng ta không còn đủ nghị lực làm chủ, những hình ảnh vui tươi ấy sẽ hiện đến với chúng ta, mời chúng ta đến cảnh vui tươi. Ngược lại, mỗi ngày chúng ta cứ gieo rắc khổ đau cho người, những hạt giống khổ đau chứa đầy trong tàn thức chúng ta, đến khi hơi tàn, lực tận, những hình ảnh đó sống dậy, đuổi bắt đánh đập chúng ta, khiến chúng ta phải chạy chui vào cảnh khổ. Đó là nghiệp báo quả khổ vui của mai kia. Nghiệp báo không phải từ đâu tới, mà chính từ tàn thức chúng ta hiện ra. Người xưa thần thánh hóa khả năng chứa đựng tàn thức bằng ông thần độ mạng, bảo rằng ông thường theo dõi chúng ta và ghi chép hết mọi hành động thiện ác của chúng ta để báo với thiên đình hay diêm chúa. Hoặc cụ thể, hóa tàn thức chứa đựng bằng đài gương nghiệp cảnh, bảo rằng chúng ta làm lành hay dữ sau khi chết đến chỗ diêm vương. Ở trước sân triều có cái gương lớn, người làm lành làm dữ dẫn đến trước gương đều hiện rõ ràng đầy đủ, không thể chối cãi được. Nghiệp báo không thể nghĩ bàn. Sự góp nhặt gieo vào tàn thức là một lẽ thật, không phải việc huyễn hoặc do không tưởng bịa ra. Đây có một ví dụ, khi chúng ta muốn học thuộc lòng một bài thơ, chúng ta đọc một lần, hai lần, cho đến nhiều lần tự thấy nó thuộc. Cái thuộc ấy là do đâu? Chẳng qua, mỗi lần chúng ta đọc, hạt giống ấy rơi vào tàn thức, đọc nhiều lần, hạt giống ấy càng trưởng thành mạnh mẽ, đây gọi là thuộc. Thuộc xong, chúng ta không đọc nữa, thỉnh thoảng trong tàn thức nó trỗi dậy, mỗi lần trỗi dậy chúng ta ôn lại đôi ba phen, thế là thuộc lại càng thuộc. Từ miệng chúng ta, hạt giống thơ rơi vào tàn thức, gọi là hiện hạnh huân chủng tử. Từ tàn thức, thơ trỗi dậy, gọi là chủng tử khởi hiện hạnh. Chúng ta ôn lại đôi ba lần, gọi là hiện hạnh huân chủng tử. Thế là sự huân khởi không thể nghĩ bàn. Nếu cả đời chúng ta huân chủng tử nào nhiều nhất, đời sau sanh ra hạt giống ấy sống dậy sớm nhất. Bởi thế mới có các vị thần đồng xuất hiện. Như Mạc Đỉnh Chi ở Việt Nam, 12 tuổi đã thông suốt thi pháp. Bạch Cư Dị ở Trung Hoa, 9 tuổi đã làm thơ. Pascal ở Pháp, 12 tuổi đã thông kỳ hà học. Cho đến cùng học một lớp mà mỗi đứa bé đều có khả năng riêng. Khi trong kho tàn thức chứa chủng tử thì sự huân khởi không thể nghĩ bàn. Vì thế nó có sức mạnh lôi kéo chúng ta đi thọ sanh trong lục đạo không có ngày dừng. Thế nên nói đến nghiệp báo là nói đến sự luân hồi sanh tử. Làm sao hết nghiệp? Nghiệp đã do chúng ta gây tạo, biến chủng tử huân vào tàn thức. Muốn hết nghiệp cũng do chúng ta khéo loại hết những chủng tử nghiệp ở trong tàn thức ra. Khi kho tàn thức sạch chủng tử thì sức mạnh lôi vào sanh tử không còn. Khi chủng tử còn trong kho ấy gọi là tàn thức, là nhân sanh tử. Khi chủng tử trong kho hết sạch gọi là không như lai tàn, là kho như lai trống, tức là dứt mầm sanh tử. Vì thế, muốn hết nghiệp sanh tử, chúng ta phải ứng dụng những phương pháp tu để tiêu diệt các hiện hạnh từ chủng tử giấy khởi. Ví như, khi chúng ta học thuộc lòng một bài thơ, xong mỗi lần nhớ lại, chúng ta đều bỏ qua. Thời gian lâu, bài thơ ấy sẽ quên bẵng. Những chủng tử khác cũng như thế,
mỗi khi khởi hiện hạnh, chúng ta đều thông qua chẳng cho hình ảnh ấy sống lại, lâu ngày tự nhiên nó mất. Phương pháp niệm Phật, trì chú, tọa thiền đều nhắm vào mục đích này. Kết luận: thấu rõ lý nghiệp báo, chúng ta cố gắng tạo điều kiện thuần thiện để được quả báo toàn vui, nếu còn chấp nhận ở trong sanh tử. Sự lựa chọn khổ vui là quyền sở hữu của chúng ta, không phải thần thánh, cũng không phải ai khác, có quyền ban khổ ban vui cho chúng ta. Quyền năng sắp đặt một cuộc sống mai kia đều do bàn tay chúng ta gây dựng. Nếu một khi nào đó, chúng ta không chấp nhận cuộc sống luân hồi nữa, cũng chính chúng ta loại bỏ mầm sanh tử đang chứa chấp trong kho tàng thức của chúng ta. Thế là chúng ta đã giành quyền với tạo hóa, đã tước bỏ quyền lực của thần linh và độc tôn trong việc thoát ly sanh tử. Bước đầu học Phật. Phần 14. Giác ngộ pháp gì? Ứng dụng tu ngũ thừa Phật giáo. Hòa thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Mở đề: tất cả pháp Phật dạy đều trước phải giác ngộ rồi sau mới ứng dụng tu, cũng như trước biết đường rồi sau mới đi, trước hiểu rồi sau mới làm. Sự giác ngộ này là nhận thấy lẽ thật ngay của thế gian không phải huyền nhiệm siêu viễn, mà là cụ thể thực tế. Bởi giác ngộ rồi mới tu nên đúng tinh thần đạo giác ngộ. Chúng ta là Phật tử phải thấu rõ lẽ này, đừng lầm lẫn ứng dụng tu một cách mù quáng. Không hiểu mà làm là việc làm càng bướng dại khờ. Chúng ta phải thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp soi bước đi để khỏi vấp ngã nơi hố lọt hầm. Tổng quát căn bản của Phật pháp là ngũ thừa Phật giáo. Trước khi ứng dụng tu, mỗi thừa đều phải giác ngộ mỗi pháp. Ví như ở bến xe miền Đông tại thành phố Hồ Chí Minh, trước khi chúng ta mua vé lên một chiếc xe nào là phải ý thức được mình đi đâu, đi làm gì. Khi mua vé lên xe, chúng ta biết rõ chủ đích và phân biệt rành rẽ con đường mình đi. Nếu chúng ta mua vé lên xe Tây Ninh là biết rõ mình sẽ đến thị xã Tây Ninh, mua vé lên Vũng Tàu là biết rõ mình sẽ đến đặc khu Vũng Tàu. Lên xe nào đến chỗ ấy là ví dụ cho ngũ thừa Phật giáo. Bởi vì thừa là cổ xe hay ngồi xe sẽ đưa đến mục đích chúng ta nhắm. Chọn lựa xe đi là theo nhu cầu cần thiết của chúng ta đã biết. Thế nên trước giác sau tu là chủ yếu của ngũ thừa Phật giáo. Giác ngộ lý nhân quả, luân hồi ứng dụng tu nhân thừa, thiên thừa. 1. Giác ngộ lý nhân quả, luân hồi. Vạn vật và mọi hiện tượng trên thế gian này, nếu đem ra khảo sát, chúng ta sẽ thấy không có một vật hiện tượng nào thoát ra ngoài nhân quả. Từ động vật, thực vật, khoáng vật cho đến mọi hiện tượng mà các giác quan chúng ta cảm nhận được, đều phải có nhân mới thành quả. Ví như con người là quả, xuất phát từ bào thai là nhân. Cây lúa bông lúa là quả, phát sanh từ hạt lúa giống là nhân. Khối đá là quả, kết hợp từ những hạt bụi là nhân. Dù là những hiện tượng lạ, xuất phát từ con người hay thiên nhiên, tuy hiện nay người ta chưa phát giác được nguyên nhân của nó, song chỉ là chưa tìm ra, chứ chẳng phải không nguyên nhân. Thấy quả, chúng ta liền biết có nhân. Đó là tinh thần khoa học,
là óc khảo cứu của các nhà bác học. Thấy một thành quả, chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân của nó là chưa thấu suốt vấn đề. Từ một kết quả, chúng ta thông suốt nguyên nhân, chúng ta có thể cấu tạo nguyên nhân để được kết quả như ý muốn. Ví như thấy bông lúa thơm, biết từ hạt giống lúa thơm. Chúng ta muốn sang năm có lúa thơm ăn, năm này phải lấy giống lúa thơm gieo mạ. Trên lĩnh vực khoa học, người ta thấy nắp vung nồi nước động, biết từ hơi nước đun sôi bốc lên, do đó chế biến ra các loại máy nổ. Khi thấy chiếc phao thăng thiên bay vút lên cao nổ tung ra, biết từ nhiên liệu cháy có sức đẩy, người ta chế ra các loại phi cơ phản lực. Mọi hành vi thổ lộ ra đều lệ thuộc nhân quả. Song với người trí thì biết rõ, kẻ ngu thì không phân rành. Nói đến nhân quả là tùy thuộc thời gian, bởi vì từ nhân đến quả phải trải qua giai đoạn khác nhau. Như từ một hạt cam đến thành cây cam và có trái cam, phải trải qua thời gian dài. Hạt cam hoại để thành cây cam. Hạt cam thuộc quá khứ, cây cam là hiện tại, trái cam là vị lai. Rồi trái cam là quá khứ, hạt cam là hiện tại, cây cam là vị lai. Cứ thế xoay vần, từ nhân đến quả, từ quả lại nhân. Vì thế, muốn đoán định nhân quả, chúng ta phải căn cứ trên ba thời mà xét. Nếu ai chỉ cắt xén một chặng mà đoán định là sai lầm lệch lạc. Ví như đồng thời trồng cam mà một người được quả cam sành, một người được quả cam đường. Nhìn cây cam lá cam giống nhau mà trái cam lại khác. Nếu chỉ căn cứ cây cam trái cam mà biện lý lẽ, làm sao hiểu nổi? Chúng ta phải xét lui về quá khứ, khi gieo hạt cam loại nào mới thấy thấu đáo vấn đề. Cũng thế, trong cuộc sống, khổ vui tốt xấu hiện tại của chúng ta, không nhìn lui về quá khứ, khó bề hiểu biết tường tận. Cho nên trong kinh Nhân Quả Phật dạy, muốn biết nhân đời trước, cứ xem cuộc sống hiện tại này, cần biết quả đời sau, nên xem hành động hiện nay. Hiện tại là kết quả của quá khứ, cũng là nhân của vị lai. Cây cam là quả của hạt cam, cũng là nhân của quả cam. Muốn mai kia được nhiều quả cam ngọt, hiện tại chúng ta phải vung vén sao cho cây cam được xum xê. Đấy là khéo ứng dụng nhân quả. Hiểu thấu đáo lý nhân quả là giác ngộ lý nhân quả. Giác ngộ lý luân hồi. Luân hồi là sự vận hành luân chuyển. Trong bầu vũ trụ chúng ta hiện sống đây, luôn luôn vận hành luân chuyển. Quả địa cầu xoay tròn mãi mãi, sáng tối rồi sáng tối. Nhân đó lập thời gian, ngày, tháng, năm, xuân, hạ, thu, đông. Thế rồi, xuân, hạ, thu, đông, lại xuân, hạ, thu, đông. Đấy là hiện trạng luân hồi của không gian và thời gian. Cho đến mọi sinh vật sinh sống trên quả địa cầu, vừa có sự sống là đã có vận hành lưu chuyển. Ở bên trong mọi vật đều có sự vận hành lưu chuyển không ngừng. Dừng đứng lại là mất sự sống. Như nơi con người, máu từ quả tim chạy ra các huyết quản, từ các huyết quản trở về quả tim, sự vận hành ấy không có khi dừng. Vừa dừng lại là chết. Các sinh vật khác cũng thế. Cho nên luân hồi là một thực thể của vũ trụ và chúng sanh. Phủ nhận lý luân hồi là phủ nhận sự sống, phủ nhận sự biến thiên của thời gian và không gian. Thừa nhận lý luân hồi, chúng ta phải thừa nhận hai yếu tố then chốt của nó là vận hành và bất tận. Vì mọi hiện tượng trên nhân gian này luôn luôn vận hành thăng trầm mà bất tận. Sự vật tùy duyên đổi thay,
song bản chất của nó không mất. Ví như nước, tùy duyên nóng hay lạnh, hình thái của nó bị đổi thay. Từ một thể lỏng, gặp duyên sóng nước biến thành thể hơi, gặp duyên lạnh cô động lại thành thể cứng. Mọi sự biến thể của nước đều là tùy duyên. Có khi nó nhẹ nhàng bàn bạc như hư không, có khi động lại thành khối cứng như đá. Tuy hình thái luôn đổi thay mà bản chất nước vẫn không mất. Nếu ai thấy nước không còn ở thể lỏng, bảo mất là khờ. Hoặc thấy tan không còn ở thể cứng, bảo hết là dại. Người khôn ngoan biết sự tùy duyên biến thái của nước. Muốn nó là hơi dùng duyên nóng, muốn nó thành khối dùng duyên lạnh. Thế là tùy duyên ứng dụng một cách linh động. Đó là chỗ sử dụng của các nhà khoa học hiện nay. Cũng thế, sang lãnh vực con người, biết sự luân hồi tùy nghiệp duyên. Người tu hành khéo tạo nghiệp lành duyên tốt, để sự vận chuyển đúng theo sở nguyện của mình. Sử dụng nghiệp duyên theo nguyện vọng sở thích của mình, là người thông suốt lý luân hồi. Biết rõ luân hồi là biến thể chứ không mất, người tu không mắc kẹt hai cái chấp thường kiến và đoạn kiến. Từ nghiệp duyên tốt xấu đưa đến thành quả khổ vui ở mai kia. Chúng ta dạy gì không chọn nghiệp duyên tốt để được kết quả an vui. Đây là sự tự tu hành của người Phật tử trong cuộc luân hồi. Hai, ứng dụng nhân thừa, thiên thừa. Sau khi thành Phật, Đức Thích Ca đã từng bảo: ta xem thấy chúng sanh luân hồi trong sáu đường, như người mắt sáng đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người qua lại của mỗi con đường một cách rõ ràng. Trong sáu con đường ấy là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Ba con đường trên là tốt, ba con đường dưới là xấu. Ba con đường trên chọn kỹ chỉ có cõi trời, cõi người còn tu được. Atula nóng nảy khó tu. Vì thế, người tu phải chọn hai con đường trên, gọi là nhân thừa và thiên thừa. Nhân thừa, tu nhân thừa, trước phát nguyện quy y Tam Bảo để vạch một lối đi cho hiện tại và mai sau. Kế nữa là năm giới là nền tảng tạo thành tư cách con người, là con người ai cũng xem sinh mạng mình là tối thượng, tài sản là huyết mạch, gia đình là tổ ấm an vui. Vì thế, tuyệt đối không được giết người, không được trộm cướp của người, không được phạm tà dâm. Lại không nói dối để gây uy tín, sự cảm thông trong gia đình và ngoài xã hội. Không uống rượu để mình bình tĩnh, sáng suốt và khỏi làm phiền hà mọi người chung quanh. Hiện tại là một con người đúng tư cách con người. Vị lai cũng sẽ làm con người xứng đáng danh nghĩa con người. Đó là do thấy nhân, biết rõ quả và nhận được sự bất tận trong vòng sanh mạng của con người, nên ứng dụng tu như thế. Thiên thừa. Chúng sanh ở cõi trời do phước đức đầy đủ nên dục lạc sung mãn. Chúng ta muốn hưởng sự an vui ấy, ngay hiện tại cần phải tu 10 điều lành. Nhân lành đầy đủ sẽ được kết quả sanh cõi trời. 10 điều lành có chia hai phần tiêu cực và tích cực. 10 điều lành tiêu cực: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói ly gián, không nói thêu dệt, không nói ác khẩu. Bớt tham lam, bớt nóng giận, không tà kiến. 10 điều lành tích cực: cứu mạng chúng sanh,
bố thí, trinh bạch, nói chân thật, nói hòa hợp, nói đúng lý, nói nhã nhặn, tập từ bi, tập nhẫn nhục, chánh kiến. Mười điều này là nhân thù thắng nên được quả thù thắng nhất trong sáu đường. Vì thế, người Phật tử tu hành, nếu biết còn luân hồi nên chọn cái luân hồi này là tốt đẹp hơn cả. Đó là ứng dụng tu thiên thừa, qua sự giác ngộ lý nhân quả luân hồi. Giác ngộ lý vô thường, khổ, không. Ứng dụng tu thanh văn thừa. Giác ngộ lý vô thường, khổ, không. Vạn vật trên nhân gian này đều là tướng di động biến thiên, không một vật nào tạm yên và đứng nguyên một trạng thái. Sự di động biến thiên ấy gọi là vô thường. Vô thường là một lẽ thật trùm trên vạn vật. Đã có vô thường, phải đến biến hoại, khổ. Đã biến hoại, phải dị biệt mất, không. Ba trạng thái này liên hệ dĩ nhiên với nhau. Đã thừa nhận vô thường là thừa nhận khổ. Thừa nhận phải chấp nhận không. Vạn vật cứ như thế mà tiếp diễn liên miên bất tận. Tu pháp tứ đế. Đức Phật chứng kiến lại ấy, nên Ngài nói pháp tứ đế, tất cả là khổ, vì nó là tướng vô thường biến hoại. Khổ là một lẽ thật nên nó là khổ đế, nơi con người sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đây là tướng vô thường biến hoại của con người. Dù là người ở ngôi vị nào cũng phải chung chịu bốn tướng ấy. Thế nên, khổ đế là luật chung của nhân loại, không riêng bởi một cá nhân nào. Chẳng những thế mà còn ái liệt bi khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hồi khổ, và ngủ ấm xí thành khổ. Nghĩa là, ngoài cái khổ biến hoại của bản thân, còn những cái khổ tình cảm bất như ý. Người yêu thương mà phải xa lìa, khiến cho lòng dạ tan nát. Những điều mơ ước mong cầu mà không được toại nguyện, quả là một tuyệt vọng, một bất mãn tột cùng. Kẻ oán ghét mà phải sống chung cùng, thật là một sự bực bội khó tả. Tổng quát ngay nơi thân năm ấm này là một khối chung hợp toàn những thứ biến hoại đau khổ. Kể cả những thứ khổ nhỏ nhiệm thì có đến 84.000 khổ. Sự khổ này không phải ngẫu nhiên mà có, chính nó xuất phát từ nguyên nhân si, tham, sân, mạn, nghi, ác kiến. Nếu kể chi ly, có đến 84.000 thứ trần lao phiền não. Các thứ đó gọi chung là tập đế. Do si mê, không biết thân tâm như thật, nên khởi tham ái thân tâm. Bởi tham ái thân tâm, nên mong cầu mọi sự khoái lạc, gặp sự chống đối liền khởi tức giận. Do ái ngã, nên khinh khi lấn lướt người. Bởi si mê, nên nghi ngờ lẽ thật và khởi kiến chấp tà ác. Tụ hợp những nguyên nhân mê lầm tạm bợ này làm ngã, quả thật là nhân của khổ, nên gọi là tập đế hay khổ tập. Muốn cho quả khổ tan hoại, không gì hơn đập thẳng nơi tập nhân. Tập nhân đã tiêu diệt gọi là diệt đế hay khổ diệt. Bởi tập nhân là mầm si mê biến hoại, nên khi diệt sạch chúng thì trí tuệ phát sanh, nhân sanh diệt cũng dứt. Thế là chứng tứ quả thanh văn được tịch diệt niết bàn. Song muốn phá hoại tập nhân cần phải có phương tiện.
phương tiện này là 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Mỗi pháp như tứ niệm xứ, ứng dụng triệt để cũng có thể tiêu diệt được tập nhân. Không nhất thiết phải tu đủ 37 phẩm. Những pháp này quả có công phu tiêu diệt tập nhân, nên gọi là đạo đế hay khổ đạo. Chữ đạo có nghĩa là phương pháp. 37 phẩm này là những phương pháp diệt sạch tập nhân đau khổ. Trong bốn đế này, đứng về mặt nhân quả mà nói, khổ đế là quả, tập đế là nhân của dòng luân hồi sanh tử. Diệt đế là quả, đạo đế là nhân của dòng giải thoát sanh tử. Thế nên, còn có tập đế quyết định phải có khổ đế. Biết dụng tu đạo đế đúng pháp, nhất định sẽ đạt được diệt đế. Thế là hai con đường luân hồi đau khổ và tịch diệt niết bàn đã trưng bày trước mắt chúng ta, tùy ý chọn lấy mà đi. Đây là một lẽ thật không thể sai chạy. Cho nên tôn giả A Nan trình lên Phật khi ngài sắp niết bàn: mặt trời có thể lạnh, trăng có thể nóng, pháp tứ đế Phật nói vẫn không thay đổi. Giác ngộ lý nhân duyên, ứng dụng tu duyên giác thừa. Giác ngộ lý duyên sanh vô ngã, vạn vật có hình tướng đều do duyên hợp. Không có một vật nào tự thân là một vật, mà phải do chung hợp nhiều dữ kiện mới hình thành. Cái bàn không tự là cái bàn, mà phải có gỗ, có đinh, ông thợ mộc và dụng cụ mới tạo thành cái bàn. Cái cây không tự là cái cây, mà phải có hạt giống, có phân, có đất, có nước, có ánh nắng và cần người săn sóc mới thành cây. Con người không tự là con người, mà cần phải do tinh cha huyết mẹ, nhờ sự bú sữa ăn uống hít thở mới thành con người. Tóm lại, cả thế gian này không có một vật gì tự nó thành nó, mà do duyên chung quanh hợp thành hình. Đã do duyên hợp thì không chủ thể, thế là vô ngã. Như thân xác thịt chúng ta, nhà Phật bảo là tứ đại hợp thành. Đất, nước, gió, lửa là bốn thứ lớn, hợp thành con người cũng hợp thành sự vật. Thử phân tích con người, chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. Bốn chất này tìm xem cái nào là chủ. Nhẹ như chất gió và lửa mà thiếu một, thử hỏi thân này còn chăng? Quả nhiên không thể thiếu một chất nào mà thân này còn tồn tại. Thế thì bốn chất có khả năng như nhau, vậy cái nào là chủ? Không có chủ tức là vô ngã. Thân đã vô ngã, tâm lại có ngã chăng? Nhà Phật chia thân này làm năm nhóm. Nhóm hình sắc gọi là sắc uẩn, nhóm cảm thọ gọi là thọ uẩn, nhóm tưởng tượng gọi là tưởng uẩn, nhóm suy tư gọi là hành uẩn, nhóm phân biệt gọi là thức uẩn. Bỏ phần sắc uẩn ra, bốn thứ kia thuộc phần tâm thần. Thế thì bốn nhóm thọ tưởng hành thức, cái nào là chủ? Nếu cảm thọ là chủ thì tưởng tượng suy tư phân biệt là gì? Chính nơi tâm thần chúng ta có đủ bốn nhóm ấy, mỗi thứ hoạt động một lãnh vực riêng. Thế nên phần tâm cũng không chủ thể, ấy là tâm vô ngã. Tu pháp thập nhị nhân duyên. 12 nhân duyên khởi đầu là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc,
xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thế là cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Vô minh là mê làm về bản ngã, nên mất thân theo nghiệp vẫn là hành. Nghiệp thúc đẩy thức đi thọ sanh là thức, thức tựa vào sự phối hợp của tinh cha huyết mẹ là danh sắc. Danh là thức, sắc là tinh cha huyết mẹ, hợp thành thai bào. Thai bào có đủ sáu căn là lục nhập. Khi ra khỏi lòng mẹ, sáu căn tiếp xúc với sáu trần là xúc. Do sự tiếp xúc có cảm thọ khổ vui. Không khổ không vui là thọ, bởi cảm thọ nên sanh yêu thích là ái. Từ yêu thích khởi tâm bảo thủ là thủ, do bảo thủ tạo thành nghiệp thiện ác là hữu. Đã có nghiệp thiện ác là có sanh đời sau là sanh. Đã có sanh là phải già chết là lão tử. Trong 12 nhân duyên, liên hệ quá khứ hiện tại vị lai, cứ thế xoay vần không có ngày cùng. Đây là 12 nhân duyên theo chiều lưu chuyển. Biết rõ thân tâm này do nhân duyên hòa hợp không có chủ thể là vô ngã. Trí tuệ đạt lý vô ngã này dẹp tan mê lầm về bản ngã là vô minh. Thế là vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử diệt. Từ đây vòng xúc xích 12 nhân duyên tan rã. Chính là câu cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Đây là quán 12 nhân duyên theo chiều hoàn diệt. Do thấu suốt nhân duyên, đạt được trí vô ngã nên chứng quả duyên giác. Ngàn đầy chấm dứt sự luân hồi, hằng an lạc niết bàn. Giác ngộ lý duyên khởi tánh không, tu Bồ Tát thừa. Cũng đứng trên lý duyên sanh, song Bồ Tát không dừng lại ở chỗ thân này do năm uẩn kết hợp là vô ngã, mà còn thấy năm uẩn tánh không. Bởi vì thân này là giả tướng do năm uẩn kết hợp, chính năm uẩn cũng là giả tướng của cái khác kết hợp, và có cái khác cũng là giả tướng của cái khác nữa kết hợp. Tột cùng của tất cả các pháp đều là duyên hợp, không có chủ thể là tánh không. Bởi tánh không do duyên hợp nên giả có. Vì cái có ấy là tướng duyên hợp, nên giả dối tạm bợ như huyễn hóa. Giả có nên chẳng phải không, có một cách tạm bợ nên không phải thật có. Thế là không mắc kẹt ở hai bên chấp không và chấp có. Đạt tột lý duyên khởi tánh không, Bồ Tát nhìn sự vật như chính bản thân mình, chỉ có giả danh mà không có thực thể. Bởi không có thực thể nên các pháp thấy như bọt, bóng, huyễn hóa. Duyên hợp thì các pháp có, duyên tan thì các pháp không. Sự có không ấy chẳng qua là tướng của duyên thôi. Thế nên Bồ Tát thấy thân như huyễn, ngay khi sanh mà biết vô sanh. Tu pháp lục độ. Lục độ là sáu pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Sáu pháp này tu được cứu kính gọi là lục ba la mật. Bồ Tát
do thấy các pháp như huyễn nên tu pháp bố thí được cứu kính. Bố thí có chia tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tài thí lại có ngoại tài, nội tài. Bồ Tát dùng của cải cứu giúp mọi người đối khổ là bố thí ngoại tài. Có khi cần đến sức lực hoặc thân phần của mình để cứu giúp người, Bồ Tát sẵn sàng làm bố thí nội tài. Song phần tài thí chỉ là phương tiện đầu để thu nhiếp cảm tình của người rồi sang pháp thí. Pháp thí là đem chánh pháp chỉ dạy cho người được tỉnh giác, giáo hóa cho người được giác ngộ là phần giác tha của Bồ Tát. Vô úy thí là dùng phương tiện giúp người qua cơn kinh sợ hãi hùng. Trong mọi hoàn cảnh khủng khiếp của Bồ Tát đều dùng mọi phương tiện để an ủi cho người khỏi sợ. Song cái sợ to lớn nhất là biển khổ sanh tử. Bồ Tát thường chèo thuyền Bát Nhã cứu người qua biển khổ là vô úy thí. Đã thấy các pháp như huyễn nên Bồ Tát không khước từ những điều khó bố thí. Vì thế bố thí được ba la mật. Trì giới là gìn giữ giới pháp của Phật răng cấm. Trong giới Bồ Tát có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Từ kinh Phạm Võng hoặc tam tụ tịnh giới của hàng Bồ Tát. Đây là ba nhóm giới thanh tịnh Bồ Tát phải thực hành. Một là nhiếp luật nghi giới, những pháp nên lìa Bồ Tát hằng lìa. Hai là nhiếp thiện pháp giới, những pháp nên chứng Bồ Tát đều tu chứng. Ba là nhiêu ích hữu tình giới, Bồ Tát thường làm lợi ích chúng sanh. Những giới pháp này tu hành đến cứu kính viên mãn gọi là giới ba la mật. Chính vì thấy các pháp duyên khởi như huyễn nên Bồ Tát hay làm được việc khó làm. Nhẫn nhục là sức cam chịu mọi hoàn cảnh khổ đau bức bách tủi nhục đến với tự thân. Chúng ta chiến thắng mọi sự thúc dục bức bách của bản thân tạo ra và chiến thắng những gì khổ đau tủi nhục từ bên ngoài đưa tới, cho đến những điều oan trái không đâu hoặc cực kỳ vô lý chúng ta cũng nhẫn nhịn chịu được. Có khi phải trả giá rất đắt về danh dự, về thân thể mà vẫn cam chịu để tròn hạnh nhẫn nhục. Cho nên nhẫn nhục khi đến cứu kính là một sức hùng dũng phi thường, vì đã chiến thắng hoàn toàn bản tánh ái ngã và bảo vệ ngã. Được như thế mới gọi là nhẫn nhục ba la mật, là cố gắng nỗ lực dốc hết khả năng để chiến thắng mình, để chống thành đạo quả, là tinh tấn trong phần tự lợi, dốc hết khả năng để cứu người, để giáo hóa cho họ giác ngộ, là phần lợi tha. Ở hai bình diện tự lợi và lợi tha, Bồ Tát lúc nào cũng nỗ lực một cách tột cùng, gọi là tinh tấn ba la mật. Bởi Bồ Tát thấy đem thân như huyễn độ hữu tình như huyễn, nên không bao giờ biết mỏi mệt và chán ngán. Thiền định. Thiền nguyên từ chữ Phạn, thiền na, Trung Hoa dịch là tĩnh lự, có nghĩa là do gá tâm một cảnh khiến những tâm lự lăng xăng được lặng yên. Song thiền định trong nhà Phật cũng có nhiều lối. Hoặc quán thân tâm này vô chủ để ngộ ngã không, hoặc quán năm uẩn tánh không để ngộ pháp không, hoặc tâm không chấp cảnh khiến tâm cảnh nhất như. Bởi dừng được vọng tâm nên gọi là tĩnh lự. Thiền định đến tâm cảnh nhất như là thiền ba la mật. Trí tuệ là trí vô sư được hiển lộ viên mãn. Bởi mây mờ vọng lự dứt sạch nên mặt trời trí tuệ vô sư chiếu sáng rực rỡ.
Trí tuệ này do công phu thiền định mà phát xuất, chứ không phải do học tập mà được. Cho nên, khi trí thể hiện này biện bài thì vô minh phiền não hoàn toàn tiêu sạch. Thế là đầy đủ trí vô lậu thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là trí tuệ ba la mật. Lục độ có nghĩa là do tu sáu pháp này đưa qua biển khổ sanh tử. Lại có nghĩa tu mỗi pháp qua mỗi cái dở. Tu bố thí độ bỏng sẻn, tu trì giới độ phá giới, tu nhẫn nhục độ nóng giận, tu tinh tấn độ lười biếng, tu thiền định độ tán loạn, tu trí tuệ độ ngu si. Tóm lại, ngũ thừa Phật giáo là phương tiện hướng chúng sanh tiến lên, tùy căn cơ và sở nguyện mà sự tiến lên ấy có cao thấp khác nhau. Đã là phương tiện thì chưa phải mục đích chánh yếu của Đức Phật muốn dạy. Nếu nhằm chỗ mục đích chánh của Phật thì chỉ giáo hóa chúng sanh đều được thành Phật. Tuy nhiên, lòng từ bi của Đức Phật là như thế, song trình độ căn cơ của chúng sanh thì chẳng đồng. Buộc lòng Đức Phật phải mở rộng ngũ thừa hoặc tam thừa mà giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta ứng dụng tu hành một thừa trong năm thừa mà tâm niệm vẫn biết rõ rằng đây là phương tiện để tiến lên, chứ không phải chỗ an trụ vĩnh cửu, là không có lỗi lầm. Ngược lại, chúng ta tu theo thừa nào chấp chặt vào đó, không chịu phát tâm hướng thượng, ấy là những kẻ rơi trong hóa thành. Chúng ta là người cầu Phật đạo, phải tu đến bao giờ viên mãn Phật đạo mới được dừng nghỉ. Đây là mục đích tối thượng của người Phật tử chúng ta. Bước đầu học Phật, phần 15, tinh thần giác ngộ của Đạo Phật qua ngày lễ Vu Lan. Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Hôm nay, nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi có một thời thuyết pháp với đề tài tinh thần giác ngộ của Đạo Phật. Chúng tôi sẽ chỉ rõ tinh thần giác ngộ của lễ Vu Lan như thế nào cho tất cả quý vị thấy, vì chính đó là tinh thần giác ngộ của Đạo Phật. Tinh thần giác ngộ đó sẽ diễn tiến từ thấp lên cao, đến chỗ tột đỉnh như thế nào, chúng tôi tuần tự giải thích qua cho các vị rõ. Trước tiên, tôi nói thẳng về ngày lễ Vu Lan. Theo thường ở chùa, ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ của chư Tăng, cũng gọi là ngày Phật Hoan Hỷ Nhật, cũng gọi là ngày Vu Lan Bồn, dịch âm tiếng Phạn. Ở Trung Hoa, dịch nghĩa là giải đảo huyền, tức là cứu hay cởi tội khổ bị treo ngược. Nói một cách khác là cứu tội khổ của những người đang đọa trong cảnh đau khổ địa ngục ngạ quỷ. Đó là tên gọi, nhưng sở dĩ đặt ngày lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 là do ý nghĩa nào? Tiêu chuẩn nào Đức Phật nhắm như vậy? Chúng tôi lần lượt giải thích các tiêu chuẩn đó. Bởi ngày xưa, lúc Đức Phật tại thế, chư Tăng hoặc bốn vị hay nhiều hơn đều phân tán đi nơi này nơi nọ giáo hóa. Đến mùa hạ, ở Ấn Độ mưa nhiều, nước lũ, cho nên sự đi lại khó khăn. Đức Phật ra lệnh cho chư Tăng đến mùa hạ phải quy tụ một nơi để thúc liễm tu hành
và kiểm soát lẫn nhau để tu hành thế nào cho nghiêm chỉnh. Trong 3 tháng hạ, tức là ngày rằm tháng 7, chư tăng nhắc nhở lẫn nhau trong hành động, ngôn ngữ, tư tưởng còn khuyết, còn sơ sót. Sau đó, mỗi nhóm tùy phương tiện mà đi giáo hóa khắp nơi. Như vậy, 3 tháng an cư tính từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 gọi là lễ tự tứ, có nghĩa là tự là mình, tứ là mặt tình, tức là chính mình đi ra giữa đại chúng, giữa chư tăng, cầu thỉnh tất cả chư tăng xét thấy mình có những sơ sót nào, những lỗi lầm nào thì yêu cầu hoan hỷ chỉ dạy, để cho mình nhận lấy lỗi lầm, ăn năn chừa cải. Đó là tự tứ. Trong bài văn tự tứ nói thế này: một vị tăng hay là vị tỳ kheo đến trước những vị tỳ kheo khác có đức hạnh hơn thưa. Bạch Đại Đức, một lòng thương xót, con là tỳ kheo A hay B gì đó, trong 3 tháng an cư, Đại Đức hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi con có lỗi lầm gì thì xin thương xót chỉ dạy cho con sẽ phát lộ sám hối đúng pháp. Như vậy, trong 3 tháng an cư, hoặc đích thân họ thấy những cái sơ sót của mình, hoặc là họ nghe những người xung quanh nói lại những cái sơ sót của mình, hoặc là họ thấy cái sơ sót mà không biết có đúng hay không, trong lòng còn nghi ngờ. Trong 3 trường hợp đó, mình đều ra cung thỉnh nói thẳng, chỉ thẳng ra cho mình biết dù cái đó chưa phải là tội. Họ còn nghi ngờ mà nói ra thì mình cũng sẵn sàng nghe. Xét thấy đúng ra là lỗi thì sám hối phát lộ, do đó tội lỗi sẽ giảm bớt. Như vậy mới là người làm lễ tự tứ đúng pháp. Quý vị thấy có gì đặc biệt trong lễ tự tứ này không? Theo tâm lý con người, quý vị thấy tất cả chúng ta ít nhất người muốn nói cái dở của mình hoặc che cái hay của mình. Có người nào muốn nghe người ta nói cái xấu của mình hay không? Đa số đều muốn khoe cái hay mà sợ thấy cái dở của mình, cho nên luôn luôn người ta khoe cái hay và giấu cái dở của mình. Đó là bệnh phổ thông của mọi người. Cái bệnh đó làm cho con người tiến hay lùi. Nếu có hay một chút đem ra khoe khoang, còn xấu thì che giấu để người ta không thấy. Đó là tâm niệm hiếu danh. Nếu mình một lần làm xấu giấu được, không ai biết, không ai chỉ, không ai nhắc, thì lần xấu thứ hai, thứ ba sẽ theo đó mà diễn tiến. Càng che giấu tội lỗi thì tội lỗi càng nhiều. Cho nên cái bệnh che giấu khiến con người thoái bộ, làm cho con người hư hỏng là bệnh hay khoe cái hay và che cái dở của mình. Tinh thần người Phật tử là tinh thần tự giác, cho nên chúng ta phải tự giác cái gì chúng ta xấu. Lỡ phạm tội lỗi, chúng ta phải nhìn thẳng, phải thấy rõ ràng, tự tỉnh, tự giác. Thấy được tội lỗi của mình, tự mình hối cải. Đó là tinh thần phát lộ. Vậy, phát lộ là gì? Là vạch cái lỗi của mình trước mọi người, trước chư tăng, trước quần chúng, để cho người ta thấy rõ mình có cái dở đó, để mình hứa trước mọi người sẽ cải tiến không còn dở nữa. Tháng này tôi có cái dở đó, tôi phát lộ với quý vị. Quý vị đã nhận, đã chứng thật lời của tôi rồi, hứa rằng tháng sau tôi sẽ tiến hơn, không còn dở như vậy nữa. Như thế
mỗi tháng, mỗi năm tôi đều phát lồ. Trước tôi có cái dở 10, có yếu lắm đi nữa, lần lần tôi còn dở 9, dở 8, dở 7, chứ không đến nỗi nào trước sau sao vậy. Nếu trước phát lồ rồi, sau cũng phát lồ y như thế, thì có hổ thẹn hay không? Tự nhiên mình hổ thẹn, không thể nào chịu nổi. Giả sử mình có yếu đuối một lần phát lồ, lần sau có phạm hay có tội cũng ráng nhẹ hơn một chút. Nếu nhiều lần như vậy, tự nhiên lỗi càng ngày càng giảm xuống. Tinh thần phát lồ là tinh thần tự giác. Nếu mình không biết lỗi thì làm sao phát lồ? Biết lỗi là tỉnh hay mê? Nếu mê thì đâu biết lỗi. Người mê là người làm quấy, không biết mình làm quấy. Làm sai không dám nhận mình làm sai. Nếu mình quấy tự biết mình quấy, đó thật là tỉnh. Tỉnh tức là giác. Nhưng có người có tỉnh có giác mà không dám nói, không dám trình bày thì sao? Đó là yếu đuối thiếu gan dạ. Cho nên đối với người tu phải có tinh thần tự tức, biết nhận sự sai lầm, những lỗi lầm của mình. Phải can đảm trình bày cái quấy của mình trước quần chúng để người ta chứng nhận cho mình điều đó. Hứa trước quần chúng mình sẽ cải đổi, chứ không hứa suông. Hứa như vậy để mà tiến bộ. Do đó nên người tu theo đạo Phật là người biết tự giác. Đó là tự nhận lỗi để phát lồ. Nhưng tự nhận lỗi không chưa đủ, khi cái giác mình còn yếu chưa đầy đủ. Cho nên có cái mình biết, có cái mình chưa biết. Mình dễ tha thứ cho mình lắm, mình dễ quên cái dở của mình lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải gan dạ hơn nữa, và phải can đảm nghe lời chỉ trích của bạn bè, của những người thiện tri thức lớn hơn mình. Như vậy khả dĩ bao nhiêu lỗi lầm của mình mới tiêu tan được, mới có thể ra ngoài vòng lỗi lầm được. Nếu mình không gan dạ nghe, không nhận những lời chỉ trích thì mình khó mà tiến được. Cho nên tinh thần tự tứ là tinh thần cầu những người chung quanh mình thấy những điều sơ sót, những chỗ lỗi lầm do mình không thấy được, nhờ chỉ cho mình, nhắc cho mình để cải tiến. Như vậy, người học đạo, người tu hành, nhất là người sống trong đoàn thể mà biết tự giác phát lộ lỗi của mình và can đảm nghe lời chỉ dạy những lỗi lầm sơ sót của mình, thì người đó có tiến bộ hay không? Đương nhiên, chúng ta thấy tâm hồn con người đó là một tâm hồn tỉnh giác, sáng suốt, và họ là con người có ý chí quả cảm để cầu tiến. Nếu không cầu tiến thì đâu chịu nghe lời phê bình của người. Dám nghe lời phê bình để chấp nhận sửa đổi, đó chính là tinh thần cầu tiến mạnh mẽ vô cùng. Do đó, hai điểm quan trọng nhất của tinh thần tự tứ là biết tự giác để phát lồ sám hối giữa đại chúng và thành tâm cầu xin chư tăng vì mình chỉ lỗi cho. Sau khi được chỉ lỗi, vui mừng sám hối trước đại chúng. Như vậy, tức là con người tự giác nhận lỗi để sửa lỗi. Họ sẽ từ từ vươn lên, chớ không bao giờ đứng yên một chỗ. Cho nên, người tu mà thiếu tinh thần phát lồ và thiếu tinh thần tự tứ, người tu đó khó mà tiến lên được. Vì vậy, trong đoàn thể chư tăng, đến ngày rằm tháng 7, tức là ngày tự tứ, ngày mà
toàn thể đều ra giữa đại chúng phát lồ và cầu xin chư tăng thấy, nghe, nghi những lỗi lầm của mình đem ra chỉ dạy cho, để mình hứa nguyện sửa đổi. Đó là ngày Đức Phật vui mừng nhất. Bởi trông thấy đoàn thể đệ tử của mình biết tiến bộ và biết tỉnh giác, nên Phật hoan hỷ. Nếu không làm đúng như vậy, Đức Phật không vui. Ngày đó là ngày được Đức Phật khuyến khích cúng dường. Vì sao? Vì là ngày chư tăng có tinh thần cao cả, gan dạ nhận lỗi của mình và những lời phê bình chỉ trích của chung quanh hứa sửa đổi. Thật, đó là ngày quý giá đáng khen, cho nên Phật nói chính ngày này mới là ngày toàn thể Phật tử cúng dường, cầu nguyện có thể được như ý. Nếu chư tăng không làm được như vậy thì cầu nguyện chưa chắc được như ý. Tại sao? Vì người biết tỉnh giác là người có ý chí cầu tiến, thì đối với việc làm của họ có thể việc gì cũng xong. Đối với những sự trợ giúp đỡ khác của người khác thì việc giúp đỡ nào cũng là thành tựu. Bởi vì lúc nào họ cũng tỉnh giác và lúc nào cũng cầu tiến. Người như vậy mới đạt được cái gì họ mong muốn. Và muốn lợi ích cho người mới thành tựu viên mãn. Cho nên Đức Phật nói chỉ có ngài tự tứ cầu nguyện mới được như ý. Vì vậy, Đức Phật khuyến khích Phật tử thể theo tinh thần tự tứ mà thực hiện lễ cầu nguyện. Nhưng thật ra nhằm khuyến khích chư tăng nhiều hơn, khuyến khích tinh thần phát lồ và tinh thần tự tứ. Nhưng gần đây chúng ta đi ngược một chút với tinh thần tự tứ của chư tăng. Giả dụ như một chùa có một hai cô ni, một hai ông thầy không an cư, không tự tứ mà cũng tổ chức lễ Vu Lan long trọng, nói rằng cúng dường ngày Vu Lan là có phước, nào là giải đảo huyền, nào là xá tội vong nhân, mà khi đó quý vị chưa áp dụng đúng tinh thần tự tứ. Họ không sống với tính cách đoàn thể, không sống đúng với tinh thần Phật muốn dạy, mà họ hô hào như vậy thì quý vị thấy có hợp lý hay không? Vì vậy, chúng ta phải thấy rõ người tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Một việc nào cũng làm đúng theo tinh thần giác ngộ. Ngày tự tứ là ngày tự giác của mọi người. Sau khi xem xét lại cái sai lầm, cái sai quấy của mình trong 3 tháng để mình phát lồ sám hối, và đồng thời nhờ chung quanh những người có tinh thần cương trực chỉ những lỗi lầm sơ sót của chính mình. Như vậy, sự tiến bộ của mình ngày càng được vươn lên. Tinh thần giác ngộ như vậy mới là tinh thần giác ngộ mạnh mẽ sáng suốt. Đó là tôi nói thẳng cho quý vị thấy tinh thần tự tứ của ngày rằm tháng 7. Vì vậy, ngày rằm tháng 7 này mới nên làm lễ Vu Lan, tức là Phật tử mới nên cúng dường để theo sở nguyện của mình. Cái sở nguyện được hay không được đó là vấn đề khác, nhưng điều đáng chú ý hơn hết là Đức Phật đặt trọng vấn đề tự tứ của chư tăng mới là ngày quan trọng. Quý vị nhớ trong kinh Vu Lan, chuyện ba thánh đề nhờ ngài Mục Kiền Liên cúng dường chư tăng ngày rằm tháng 7 mới thoát được nghiệp ngạ quỷ mà sanh lên cung trời Thiên Hoa Quang. Như vậy, tinh thần cầu nguyện đó ảnh hưởng thế nào đến với người có tội lỗi? Chỗ này tôi nói thêm cho quý vị thấy tinh thần của đạo Phật. Chính những việc làm đó không nằm trong các mê tín mà nằm trong tự giác. Tại sao vậy? Trước,
tôi xin kể những chuyện khác. Dù chuyện này có tính cách ngụ ngôn, nhưng để quý vị thấy tinh thần của Đạo Phật. Như Đức Phật kể lại tiền thân của Ngài. Thuở nọ, Ngài là một đứa con bất hiếu. Khi Ngài chết rồi vào địa ngục, ngay trong ngục tối, Ngài thấy ở đằng xa một đốm lửa sáng rực đi đến dần dần tới Ngài. Tới gần Ngài, nhìn rõ ra là người đang bị một vòng lửa cháy đỏ rực trên đầu. Người đó la rên thảm thiết. Khi tới gần, Ngài hỏi: "Anh ơi, anh làm tội gì mà chịu khổ lắm vậy?" Chàng đó nói: "Không giấu gì ông, thuở xưa tôi ở nhân gian vì bất hiếu với cha mẹ, nên giờ đây tôi mới khổ như thế này." Ngài hỏi: "Tới bao giờ anh mới hết tội đó?" Chàng trai đáp: "Chừng nào ở nhân gian có người nào bất hiếu như tôi đến thế cho tôi thì tôi mới hết." Vừa nói thì vòng lửa trên đầu anh kia chụp qua đầu của Ngài. Ngài bị đốt cháy đỏ rực. Đau khổ quá, Ngài rên la thảm thiết. Khi tỉnh lại, Ngài hỏi: "Đầu tôi bị vòng lửa đốt cháy như thế này, thưa anh, chừng nào mới hết, mới khỏi cái khổ này?" Anh kia nói: "Chừng nào có người ở trên nhân gian bất hiếu như ông xuống thế cho ông thì ông mới hết." Khi đó, Ngài liền nhớ cái khổ bị đốt như thế này đau đớn vô vàn. Nếu có người chịu khổ như mình thì tội nghiệp họ quá, chi bằng để một mình chịu khổ thôi. Cho nên lúc đó Ngài liền phát nguyện: "Nguyện tất cả người trên thế gian từ đây về sau đừng có ai bất hiếu như tôi, để một mình tôi chịu cái khổ này suốt đời suốt kiếp." Ngài vừa nguyện xong, bất thần vòng lửa bay đâu mất. Ngài thấy Ngài sanh lại ở chỗ khác tốt đẹp, không còn trong vòng lửa nữa. Qua câu chuyện đó, tuy tính cách ngụ ngôn, nhưng cho chúng ta thấy rõ, khi phát tâm từ bi rộng lớn, phát tâm đạo đức, thì bao nhiêu cái khổ, cái xấu tan đi. Ngài kể thêm một câu chuyện nữa. Một thuở nọ, Ngài cũng là một người đi săn bắn tàn bạo. Ngài chết và rơi vào địa ngục. Khi đó, quỷ sứ bắt Ngài kéo trên một chiếc xe cồng kềnh, phía sau có người cầm roi đánh. Ngài kéo nặng nề quá, kéo qua chỗ tra tấn người, Ngài thấy những người khác bị đánh đập hành hạ đau khổ rên xiết quá đỗi. Ngài động lòng thương nên nguyện rằng: "Tôi xin thấy tất cả cái đau khổ của những người ở trong đây, tất cả những đau khổ của người đang chịu, xin để cho mình tôi chịu." Ngài vừa phát nguyện như vậy thì tự thấy Ngài không còn ở địa ngục nữa. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta thấy bà Thanh Đề sở dĩ ra khỏi vòng ngạ quỷ không phải chư tăng có tài xuống đó dẫn bà lên. Không phải có ông Diêm Vương hay ông chúa ngục nào mở thả bà ân xá cho bà. Cũng không phải ông Phật trên đài sen cứu giúp bà, mà chính vì tinh thần sáng suốt và ý chí mạnh mẽ cầu tiến của chư tăng đồng chung một tâm niệm hướng về bà, mong bà cải đổi tâm niệm xấu xa. Do sự giao cảm đó mà bà tỉnh giác. Chính bà tỉnh giác biết được lỗi của bà nên bà hối hận trừ bỏ. Do đó bà thoát khỏi cái khổ ngạ quỷ. Thoát khỏi là do tâm hối cải tỉnh giác, chứ không phải do sức bên ngoài bắt mình hay thả mình. Đó là sự thật do tinh thần tỉnh giác của con người mà ra. Chỗ đó đối với quý vị hơi lạ, nhưng sự thật là thế. Chúng ta thấy rằng tất cả cái khổ là gốc ở mê lầm.
mê lầm nên mới có hiểu sai quấy, tự mình thấy mình khổ. Ví dụ, chúng ta gặp một người mà mình có ác cảm, thấy mặt họ mình vui hay buồn? Người mà mình có ác cảm, thấy mặt họ là mặt đổi sắc, cảm thấy buồn, cảm thấy khổ khi phải đối đầu với họ. Nếu khi đó mình dẹp phiền não, có tâm niệm sáng suốt hơn và tự hỏi tại sao mình xấu như vậy? Tại sao mình có ác cảm với người ta? Người ta cũng tốt, tại sao mình có niệm xấu với họ? Tự hỏi như vậy là mình có thể vui cười cùng họ và không còn bực bội khó chịu nữa. Quan niệm bực bội khó chịu đó là bởi mình cố chấp, mình ghen ghét, mình xấu xa đối với mọi người. Gặp họ, thấy họ là mình cảm như có cái gì bực bội, rồi tự mình chuốc khổ. Hết khổ không phải do Phật cứu mình, mà chính là nhờ mình đổi được quan niệm của mình. Đến đây, tôi kể một câu chuyện trong Thiền Tông. Vị tổ thứ tư Thiền Tông là tổ Đạo Tính. Lúc còn làm sa di, khi gặp tổ Tăng Sáng, tức là tổ thứ ba ở Trung Hoa, ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, dạy cho con phương pháp giải thoát. Tổ nhìn sững vào mặt hỏi: Ai trói buộc chú? Ngài quýnh lên, không biết ai trói buộc mình. Nhìn lại mình một hồi, ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, không ai trói buộc con hết. Tổ bảo: Như vậy, cầu giải thoát làm gì? Ngài liền tỉnh ngộ. Vì mình đeo một cái quan niệm đen tối nên cảm thấy mình xấu xa đau khổ. Giờ đây, mình xem cái xấu xa đau khổ đó nó có từ đâu. Khi tìm lại thì quan niệm xấu xa đau khổ không còn nữa. Nhìn thẳng nó thì không thấy nó, lúc đó liền hết khổ. Hết khổ ngay trong cái mình nhìn thẳng lại nó, mình trông không thấy nó. Như vậy, để thấy rõ cái khổ hay không khổ gốc ở mê lầm hay giác ngộ. Cho nên, người giác ngộ là người thoát khổ, người mê lầm là người đau khổ. Đó là then chốt của Đạo Phật. Đạo Phật cứu khổ không có nghĩa là cứu người này ở trong địa ngục đem bỏ lên trời, hay là đem người này ở trong ngạ quỷ đưa vào một cõi nào khác. Cứu khổ chính là chỉ dạy cho người ta giác ngộ, mà giác ngộ rồi liền đó được giải thoát. Thí dụ một cách cụ thể hơn. Thí dụ có người bị bệnh nghiện á phiện. Khi họ bị nghiện mà không có tiền để mua á phiện, họ phải ủa mửa đủ thứ hết. Hôm nào đây họ tỉnh giác, họ thấy cái nghiện đó là tai họa lớn, thấy mình bị hao mòn khí lực, tài sản tiêu hao, làm mọi người lo sợ. Bây giờ nhất định cương quyết bỏ, không nghiện nữa. Khi họ giác ngộ, biết được tai họa của nó, cương quyết bỏ, thì từ đó về sau họ sẽ thắng được bệnh nghiện. Thắng được bệnh nghiện là họ hết khổ. Mà hết khổ đó là do ai? Do họ tự giác. Phải vậy không? Họ biết được cái dở, cả quyết chừa thì họ hết khổ. Nếu họ không biết cái dở đó, không biết cái đó là tai họa, thì họ cứ đi sâu mãi, không bao giờ ra khỏi khổ. Cho nên có giác ngộ mới được giải thoát. Có giác ngộ mới hết khổ. Đó là sự thật mà lâu nay chúng ta ít có quan niệm rõ. Chúng ta cứ tưởng rằng đi đến chùa cầu cúng rồi Phật làm cho mình hết khổ. Đó là cái hiểu lệch lạc của chúng ta.
tinh thần Phật tử. Khi đi chùa là phải là tinh thần cầu học đạo để thấy phương pháp tu hành để mình được giác ngộ. Mà giác ngộ chính là tự mình cứu khổ cho mình, chứ không phải ai cứu khổ cho mình được. Vì vậy, Đức Phật đã từng nói: "Ta không có quyền ban ơn giáng họa cho ai." Nếu Ngài có quyền ban họa giáng họa cho người nào thì Ngài là thần linh mất rồi, không phải là Phật nữa. Chính Ngài dạy phương pháp giác ngộ, tự chúng ta bỏ đi cái mê lầm, cái sai quấy của mình. Đó là cứu khổ, là điều căn bản của Đạo Phật. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, chúng ta phải biết rõ tinh thần Vu Lan. Đó là tinh thần tự giác và cầu tiến. Tự giác bằng cách nhìn thẳng lại những cái quấy, những lỗi lầm của mình, can đảm ra trước quần chúng để xin phát lộ sám hối. Cầu tiến bằng cách mong mọi người chung quanh nhìn thấy cái sơ sót lỗi lầm của mình, chỉ bảo cho mình chừa cãi. Đó mới đúng là tinh thần Vu Lan. Đúng tinh thần đó thì việc làm nào cũng thành tựu như ý. Do đó, trong Đạo Phật thường nói Ngài tự tứ là Ngài có công đức lớn. Lễ Vu Lan, tinh thần giác ngộ là thế đó, không phải ỷ vào sức cầu nguyện mà không tự giác. Đức Phật chọn Ngài tự tứ để khuyên Phật tử làm lễ Vu Lan là do ý nghĩa này. Giờ đây, chúng tôi nói tới giác ngộ. Có phải giác ngộ ở chừng này thôi hay còn phải giác ngộ thế nào nữa? Ở đây, chúng tôi cũng lược nêu lên qua một số ít điểm giác ngộ để quý vị thấy. Với tinh thần Vu Lan, giác ngộ của những người biết tự giác, biết cầu tiến, ở trong phạm vi phàm phu, còn là phàm tăng, chúng ta phải mong giác ngộ và cầu tiến như thế. Tiến dần lên những bậc thánh tăng thì sự giác ngộ như thế nào? Để tôi kể, trong Đạo Phật có những vị thánh tăng chứng quả Thanh Văn Duyên Giác hay là Bích Chi Phật đến Bồ Tát. Những vị giác ngộ đó như thế nào? Những hàng thanh văn sau khi nghe Phật nói pháp tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, các vị nhận đúng như thật, đúng tinh thần giác ngộ, nhận rõ ràng không nghi ngờ, gọi là chứng đạo hay thấy đạo. Khi thấy đạo, chứng đạo rồi, bước vào hàng Tu Đà Hoàn, lần đến A-La-Hán. Như vậy, chỗ giác ngộ đó như thế nào? Thí dụ như nghe Đức Phật nói, tất cả thế gian là khổ. Chư tỳ kheo thấy như thế nào? Biết lời Phật đúng hay là không đúng? Phần nhiều vị nói thế gian là khổ, cứ nghĩ khổ là đói khổ, là lạnh khổ, là đau ốm. Cho những điều khổ đó là khổ của Phật nói. Sự thật, Đức Phật nói thế gian khổ là vô thường. Tại sao vô thường là gốc của khổ? Bởi vì thông thường kể nào là tứ khổ, bát khổ. Tứ khổ là sanh lão bệnh tử, bát khổ là tứ khổ thêm cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Như vậy, cái khổ đó trong quy luật vô thường, người ta ai cũng không nghĩ rằng mình sanh ra lớn lên trong khi tuổi trẻ còn khỏe mạnh sung túc. Ít năm thấy mình già, mặt nhăn má hớp, lúc đó có buồn hay không? Răng yếu, ăn không ngon, mắt mờ thấy xa không rõ. Tất cả những hiện tượng đó đều là hiện tượng khiến cho mình không được vui. Không được vui tức là khổ, là bất như ý. Thường thường, cái khổ là cái bất như ý.
ý mình không muốn bị mắt mờ, tai điếc, răng rụng, mà tất cả cái đó nó tới, mình có vui hay không? Đó là bất như ý, mà bất như ý là khổ. Vậy cái khổ đó là gì? Là vô thường. Mình đang mạnh khỏe, hoạt động tự do, tới lui tự tại. Có bệnh đau, đi không được, hoạt động không được, mình có khổ hay không? Đó là bất như ý, đó là khổ. Như vậy, sanh già bệnh chết đều là tướng trạng vô thường, đều là khổ. Cái khổ đó có người nào thoát khỏi hay không? Nếu nói khổ do đói rách thì Đức Phật nói không phải chân lý, mà nói riêng cho một nhóm người nào thôi. Vì có người không đói rách thì họ không khổ. Khổ là nói chung cho toàn thể con người. Con người nào cũng nằm trong quy luật vô thường, mà đã nằm trong vô thường thì bất như ý. Đã bất như ý thì khổ đau. Cái khổ đó nếu chúng ta thấy tường tận, tức là nhận chân được khổ đế. Nhận chân được khổ đế rồi, vậy khổ từ đâu mà có? Từ tập đế. Tập đế là gì? Đức Phật nói là tham sân si. Nếu nói rộng ra thì mạn, nghi, ác kiến, tức là sáu thứ căn bản phiền não. Nói rộng nữa thì tới mấy chục thứ phiền não. Tóm lại, tất cả phiền não từ gốc là tham sân si mà ra. Sở dĩ chúng ta thấy ta già nên buồn, bất như ý là tại sao? Là tại chúng ta có lòng tham muốn mình được trẻ mãi. Nếu chúng ta không có lòng tham muốn mình trẻ hoài thì già đến có buồn không? Tóm lại, trong ba cái tham sân si, si là gốc. Tại si mà mình không thấy được vô thường, không nhận được lý vô thường nên mình mới tham hoài, mới nghĩ tới sống mãi. Phải vậy không? Nghe đến cái chết là rung lên, nghe đến cái già thì buồn đi, đó là tham. Nếu mình biết rõ được lý vô thường là mình phá được cái si rồi. Trong cái vô thường mà nghĩ là thường là si mê. Biết rõ lý vô thường, mong cầu được trẻ mãi, tham được khỏi chết, không còn nữa. Mà cái tham không còn thì cái già chết còn không. Như vậy phá được cái si thì khổ theo đó mà hết. Cái sân cũng vậy. Sở dĩ chúng ta thấy người khác ghét mà gặp mặt nhau thì bực bội, gọi là oán tắng hồi khổ. Chúng ta nhận được lý vô thường rồi phải biết rằng con người mình là vô thường thì mọi người cũng vô thường, thì giận nhau giận hờn chi làm gì? Tha thứ cho rồi. Mình có sống mãi đâu mà ôm ấp giận hờn. Tha thứ được thì mình hết khổ. Cho nên nhận chân được lý vô thường thì tâm sân dịu xuống. Dịu xuống thì bớt khổ. Như vậy, tham sân si là gốc của khổ, là tập đế. Khổ là quả, tham sân si là nhân. Tham sân si giảm thì khổ quả theo đó mà giảm bớt. Quý vị thấy chúng ta tỉnh giác hay là chúng ta giác ngộ được nhân khổ thì cái quả khổ theo đó mà hết. Sở dĩ chúng ta thoát khổ là vì chính chúng ta tham danh, tham lợi, tham đủ thứ. Cho nên mất một cái thì chúng ta khổ một cái. Mất nhiều cái thì chúng ta khổ nhiều cái. Chúng ta tham nên muốn cái gì cũng gom về mình cho nhiều. Mất là đau khổ liền. Như vậy, khổ là tự lòng tham. Nếu chúng ta biết tất cả chúng ta đều là vô thường, đã vô thường thì phải làm sao? Không nên ôm ấp. Đã là vô thường thì phải chia sớt cho nhau. Vô thường mà ôm giữ
điều đó không phải là vô thường. Phải vậy không? Nếu biết được lý vô thường thì chúng ta phải san sẻ, phải chia sớt. Như vậy là chúng ta dứt lòng tham, tức hết khổ. Chúng ta mất một món đồ quý, buồn 2-3 ngày, bởi vì chúng ta tưởng món đồ quý ấy là còn hoài, nên lỡ để mất chúng ta buồn. Nếu biết đó là vô thường, lỡ bể, lỡ mất rồi thì thôi, dè dặt mai đừng cho bể mất nữa. Cái khác cũng thế. Biết được lý vô thường nên chúng ta không ôm ấp, không gìn giữ riêng cho bản thân mình. Thân mình là vô thường, sự vật cũng vô thường, tại sao mình cứ gom góp, tại sao mình cứ giữ gìn? Khi gom góp giữ gìn, những thứ đó là thỏa mãn lòng tham. Khi biết được vô thường thì đâu còn tham nữa. Hết tham là hết khổ. Chính vì ngộ được lý vô thường, theo đó khổ sẽ giảm. Vì vậy nên các vị A-la-hán không còn khổ nữa. Còn mình chưa biết được lý vô thường nên mới khổ. Nhưng có nhiều người nói như thầy, cái gì cũng vô thường hết thì ai muốn làm gì nữa? Như vậy là lầm ý của Phật. Đức Phật nói vô thường để mà mọi người tiến bộ, chứ không phải vô thường để mà buông tay. Quý vị nhớ bài kinh Nhật tụng hàng ngày ở chùa, tụng kinh Di Đà rồi chúng ta tụng thêm. Thị Nhật dị quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đường cần tinh tiến, như cú đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Nghĩa là, ngày nay đã qua, mạng sống theo đó mòn đi, như cá cạn nước, còn có gì vui? Thế nên, toàn thể đại chúng gắn mà tinh tấn, như cú lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, dè dặt chớ buông lung. Hiểu được lý vô thường rồi phải nỗ lực, việc đáng làm phải làm liền, đừng chần chừ. Thấy người ta khổ, đói rách, mình có thể giúp được, không nên nói để mai mốt sẽ giúp. Điều đó không phải là hiểu lý vô thường. Biết được lý vô thường, cái đáng làm mình phải làm ngay, mai mốt biết mình còn hay không. Việc phải làm là làm liền, giúp được người cải là phải giúp liền, tu được là cố gắng tu liền, chớ đừng chờ tới mai tới mốt. Chính đó là biết lý vô thường, cho nên càng nghĩ đến vô thường, càng gắng làm lành làm phải, càng gắng giúp ích cho mọi người và càng cố gắng tiến tu. Đó là hiểu lý vô thường, chớ nói vô thường rồi buông tay, chờ chết là trái với lý của Phật. Vì vậy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ được tinh thần đó. Hiểu được lý vô thường rồi, chúng ta mới có thể thương nhau, giúp đỡ nhau mà không có lòng tham gom góp về mình. Đó là tinh thần của Đạo Phật. Giả dụ chúng ta đi chung một chiếc tàu bị giông bão lắc lư dữ dội. Tất cả người trong tàu đều là người thân và biết số phận của mình mong manh rồi. Giả sử lúc đó có người bị sóng nhồi ngã qua mình hoặc qua người kia, té đạp lên chân người khác. Lúc đó những người bị té vô mình hoặc bị đạp lên chân mình có giận không? Hẳn là không, vì lúc đó ai cũng tâm niệm rằng mạng sống của mình không còn bao lâu nữa, giận hờn làm chi? Lo sao cho khỏi cái khổ nạn này thì giờ đâu mà còn giận. Đây cũng vậy, nếu chúng ta hiểu lý vô thường là sao? Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: mạng người sống được bao lâu? Một thầy tỳ kheo trả lời: sống được vài năm. Ngài nói:
ngươi chưa hiểu đạo. Thầy tỳ kheo khác trả lời, sống được trong một bữa ăn. Ngài nói, ngươi chưa hiểu đạo. Đến vị sao nói, chỉ sống trong một hơi thở. Ngài gật đầu nói, ông thấy đạo rồi. Như vậy, thấy đạo là thấy được lý vô thường. Nếu mình thấy mạng sống trong hơi thở, khi hơi thở này còn thì chúng ta phải làm lợi mình lợi người chứ. Mạng sống đã mong manh như vậy, tại sao mình còn ôm ấp giận người, buồn người này trách người kia làm chi? Như vậy có phải tự mình giết mầu mình hay không, mà giết mòn một cách vô ích? Vì chúng ta biết lý vô thường nên phải vươn lên, phải làm lợi mình lợi người, đừng sơ sót một giờ phút nào cả. Đó mới là hiểu được tinh thần vô thường. Biết vô thường mà tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Quý vị thấy có ai bị lửa cháy đầu mà còn đi chơi thông thả hay không? Hay phải quơ tay miệng la đủ thứ hết, đâu có thể chần chờ được. Chính chúng ta cũng vậy, nhận được lý vô thường của Phật dạy, chúng ta phải tỉnh giác, phải cố gắng làm lợi ích cho mình, cho người. Đó là tinh thần vô thường. Tôi đã nói cái khổ đế và tập nhân của khổ đế. Tiếp theo đây là diệt đế và đạo đế. Tức là diệt được hết tập nhân. Tập nhân là gì? Là tham sân si. Nếu diệt được thì an nhiên tự tại, đó là niết bàn. Muốn diệt được hết tập nhân phải làm sao? Tức là phải tu ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là những phương pháp diệt hết mầm đau khổ. Như vậy, thấy rõ pháp tứ đế thì chứng được quả A-la-hán. Đó là cái giác ngộ của bậc thánh mà nhà Phật gọi là hàng thánh nhị thừa. Tiến lên một bậc nữa, có những vị ra đời ở thế gian mà không gặp Phật pháp, không nghe được pháp tứ đế của Phật, bỗng nhiên thấy những cuộc hưng suy của cuộc đời, hoặc là thấy mùa thu lá rụng, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy mọc, tức là sự doanh hư tiểu trưởng của sự vật rồi tự nhiên giác ngộ, ngộ được lý vô thường. Đó là bậc độc giác. Tự mình giác ngộ không qua lời Phật dạy, khỏi nghe giáo lý mà được giác ngộ. Kế đến là bậc duyên giác. Có những hàng nghe Đức Phật nói về 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, cho tới lão bệnh tử. 12 nhân duyên đó như sợi dây chuyền nó liên kết không rời. Thấy rõ được lý 12 nhân duyên, tiến tu để được giải thoát, đó gọi là bậc duyên giác. Như vậy, chúng ta thấy A-la-hán là duyên giác, cũng gọi là người giác ngộ. Giác ngộ ở khía cạnh này hay khía cạnh khác? Cho tới giác ngộ cứu kính mà ở đây chúng ta đang thực hành. Giác ngộ của hàng Bồ Tát như trong các kinh, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Niết Bàn, là chỉ cho giác ngộ cứu kính của Đạo Phật. Giác ngộ cứu kính đó là giác ngộ thế nào? Bởi vì hàng nhị thừa chúng tôi thường gọi là thanh văn hay duyên giác đều là nằm trong các pháp đối đãi. Như hàng thanh văn thì thấy có khổ, tập là nhân quả của luân hồi, diệt, đạo là nhân quả của giải thoát. Tức là bên này là luân hồi, bên kia là giải thoát, có đối đãi. Hàng duyên giác cũng vậy, thấy 12 nhân duyên đi chiều thuận là luân hồi, ngược lại đi chiều hoàn diệt là giải thoát, tức vô minh diệt thì hành diệt. Như vậy,
cũng là ở trong đối đãi, mà ở trong đối đãi thì giác ngộ, đó chưa phải là cứu kính, theo tinh thần kinh Niết Bàn. Cho nên trong kinh Niết Bàn có thí dụ gọi xuân trì thập lịch, tức là mùa xuân lặn dưới ao mò lên một hòn sỏi, hòn gạch. Xuân trì là cái ao mùa xuân, thập lịch là lượng gạch hay ngói. Vì trong đó Đức Phật nói, thí như mùa xuân ao nước trong, có một số người bơi thuyền ở dưới ao chơi. Bỗng nhiên, có người cầm hòn ngọc quý buông tay rớt xuống ao, rớt rồi bao nhiêu người lặn xuống mò. Có người mò được hòn sỏi, mừng quýnh đưa lên nói, tôi được ngọc rồi. Nhưng giơ tay lên là hòn gạch chứ không phải ngọc. Khi nhiều người ù nhau lặn mò, nước đục ngầu, không thấy hòn ngọc. Kẻ nắm gạch, người nắm ngói gì đó, đưa lên hô là được ngọc mà thật sự không phải. Người khôn ngoan chờ cho nước lặn trong trẻo, mắt nhìn kỹ thấy viên ngọc đang ở chỗ nào, nhảy xuống một cách từ từ, lượm lên nói tôi lượm được hòn ngọc, thì chừng đó mới là ngọc thật. Thấy được cái đó rồi mới khởi tu, đó là tinh thần cứu kính của đạo Phật. Vì Phật giáo đi đến chỗ cứu kính không còn đối đãi, còn đối đãi là chưa đến giác ngộ cứu kính. Thế nên trong kinh Bát Nhã mở đầu cho Đại Thừa nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mới nghe không ai hiểu gì hết, gì mà sắc sắc không không. Nhưng sự thật đó là một lẽ thật cứu kính, bởi chúng ta mê lầm, nhìn tướng trạng thô, thấy cái bàn này gọi là sắc, còn chỗ trống này gọi là không. Mình cho sắc với không là hai cái khác nhau, phải vậy không? Đây là sắc, đây là không, hai cái khác nhau. Một cái có tướng trạng, có hình dáng sờ mó nó được, còn một cái trống rỗng không có gì hết. Đó là chỗ chúng ta thường lầm. Chỗ trống không chúng ta cho đó là không, nhưng con mắt Phật giáo không phải vậy. Ngay cái có nó có cái không, ngay cái không đã là cái có. Cái có thô thiển này chúng ta nhìn thấy một cách hình sắc đầy đặn, nhưng với kính hiển vi mấy trăm lần thì chúng ta thấy nó thưa hở. Giả dụ gương mặt chúng ta thấy như láng bóng, nhưng với kính phóng đại vài chục lần thôi thì thấy nó sừng sùi, có hang lỗ. Như vậy, nó có hay là không có là tại con mắt thô hay tế. Nơi hình tướng này có lòng cái không trong đó, còn ngay chỗ không này có cái sắc trong đó. Như chỗ không này có ánh sáng xuyên qua thì chúng ta sẽ thấy bao nhiêu là bụi bặm lăng xăng ở giữa khoảng không này. Như vậy, nó đâu phải là không, nó chỉ không là không tướng trạng thô kệch mà có những tướng vi tế trong đó, chớ không phải là không hẳn. Chúng ta cứ cực đoan cho đây là không hẳn hay có hẳn, thành ra không nhìn tường tận các pháp ở đời. Người hiểu đạo thấy trong cái có đã lồng cái không, trong cái không đã lẫn cái có. Thấy như vậy, các ngài thấy không còn có hai riêng lẻ, không còn có hai đối đãi. Còn thấy hai đối đãi là chưa phải thấy cái thật. Nếu tới chỗ thật là không có hai. Mà nói như vậy thì ai cũng không chấp nhận hết. Tại sao vậy? Bởi vì tới giác ngộ cứu kính thì không hai mà còn có hai thì chưa phải giác ngộ cứu kính. Nhưng mà làm sao quý vị thấy không hai cho được? Vì thế gian này là thế gian đối đãi. Thật ra nếu quý vị xét cho tường tận, thật tình còn đối đãi thì chưa phải cứu kính. Tại sao? Bởi vì cái thể cứu kính nó không hai. Cũng như Phật và chúng ta,
chúng ta thấy Phật là giác ngộ, còn chúng ta là mê lầm. Phật và chúng ta là một hay hai? Nếu chúng ta thấy Phật và chúng ta là một hay là hai thì không biết ai trúng ai chật. Thông thường nói nếu không là hai thì là một chứ gì? Có thể tôi đi từ từ cho quý vị thấy. Chúng ta thấy Đức Phật với chúng ta là hai, vì Phật là giác mà chúng ta là mê, cho nên là hai. Nhưng mà chúng ta mê là mê cái gì? Phật giác là giác cái gì chứ? Chính cái đó mới là quan trọng. Tôi thí dụ bây giờ đem vàng làm ra một chiếc vòng tay và chiếc cà rá. Đây là chiếc vòng, đây là chiếc cà rá. Như vậy, quý vị thấy hai hay là một? Đương nhiên là hai rồi, vòng khác cà rá mà. Đó là ta nhìn trên giả tướng của hai món đó. Nếu nói về thể, hai món đó là một hay là hai? Là một. Như vậy, trên hai cái, thể cà rá và vòng cũng là vàng mà thôi. Vàng có một, có hai không? Vàng là vàng, nó không có một hai. Có một hai là lập ra để đối đãi chiếc cà rá và một chiếc vòng khác, chớ vàng là vàng không có một hay hai. Thành ra một hai là đối đãi trên giả tướng của hai món đồ thôi. Còn cái thể của món đồ là vàng, không có một hai. Nói một hai là nói cái giả tướng, cho nên còn có một hai là còn trong đối đãi. Vì vậy mà có vị tăng hỏi vị thiền sư: Phật và chúng sanh là một hay hai? Ngài trả lời: Duy dư nhất đoá tại, minh nhật khủng tùy phong. Chỉ còn thừa một đoá, ngày mai ngại gió rơi. Ngài không nói hai hay là một, mà nói bây giờ tôi chỉ thấy còn thừa một đoá hoa, ngày mai theo gió cũng rụng luôn. Như vậy, giai đoạn đầu thấy Phật và chúng sanh là hai, nhưng bước vào giai đoạn kế thấy Phật và chúng sanh không còn là hai nữa, nên gọi là một. Mà cái một đó tạm thời thôi, chớ cái một đó không phải cứu kính. Vì cái một đó tạm đặt với cái hai, đến cứu kính một cũng không còn. Cho nên bây giờ tạm thấy còn một đoá hoa, ngày mai gió thổi nó cũng rơi luôn không còn nữa. Còn nói một là nói tạm chớ không thật. Còn nói một là đối với hai. Cho nên Thiền Tông kể rằng sau khi ngộ đạo, Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm chép: Lạ thay, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai, vì bị vọng tưởng mê lầm che lấp không thấy, không hiểu không biết. Ngài thấy rõ chúng sanh, ai cũng đều có trí tuệ đức tướng như Phật hết. Như vậy, thành Phật là thành cái chúng sanh sẵn có, ngộ đạo là ngộ cái sẵn ở chúng sanh, và chúng sanh mê là mê cái sẵn có mà quên đi. Cái mình sẵn có mà quên đi gọi là mê. Thành Phật không có gì lạ, là nhận được cái sẵn có ở chính mình. Vì vậy, có một vị thiền sư ở trong hội Ngài Quy Tông nửa đêm la: Tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Trong đại chúng, thấy ai cũng lấy làm lạ, không biết ông ấy ngộ cái gì. Sáng hôm sau, Ngài Quy Tông lên pháp tòa hỏi: Vị tăng hồi hôm nói ngộ rồi, ra đây xem. Vị tăng bước ra, Ngài hỏi: Ông thấy cái gì mà nói ngộ? Ông ấy trả lời bằng câu: Sư cô thị nữ nhân tác. Nghĩa là sư cô vốn là người nữ, làm ra chứ không có gì lạ hết. Ngài Quy Tông gật đầu nói: Chính ông ngộ. Như vậy ngộ là cái gì?
Thường thường chúng ta tưởng ngộ là ngộ cái gì ở bên trời kia, chớ không ngờ chính ngộ là ngộ cái có sẵn của mình. Mình cứ nói thành Phật là có hào quang rực rỡ hay có gì lạ. Những cái đó phải có mới là Phật. Không ngờ thành Phật là sống lại với cái sẵn có của chính mình. Cái sẵn có của chính mình, nếu mình sống được với chính nó, mình trở về với chính nó, đó gọi là giác ngộ thành Phật. Tại sao vậy? Vì cái mình có mà mình bỏ quên gọi là mê. Giờ đây mình biết được gọi là giác. Giác tức là ngộ. Người giác ngộ tức là Phật, chứ không có gì lạ hết. Như vậy, nói Nico tưởng đâu cái gì xa lạ linh thiêng cao cả. Nhưng sự thật Nico vốn là một cô gái. Bây giờ cạo đầu mặc áo thành sư cô, chớ có gì lạ đâu. Nói Phật, tưởng Phật ở đâu và có gì lạ đời. Không ngờ cũng chính là cái sẵn có của mình, chớ không phải đâu lạ. Cho nên một vị khác sau khi ngộ đạo cũng làm bài thơ. Câu chót ông nói rằng: Lý Bạch nguyên lai thị tú tài. Tức là ông Lý Thái Bạch, nhà thơ ai nghe nói cũng nể. Mà xét kỹ lại, ông cũng chỉ là ông tú tài như bao nhiêu ông tú tài khác, chớ không có gì lạ. Chính cái đó là để chỉ cho cái ngộ là ngộ sẵn cái của mình. Vì vậy, Đức Phật sau khi thành Phật, Ngài nói: Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Bởi vì Ngài có cái đó, tất cả chúng sanh cũng có cái đó. Không phải Ngài ngộ cái gì khác, mà ngộ ngay trong thân tứ đại ngũ uẩn này, là cái thân vô thường sanh diệt, có sẵn cái không sanh diệt. Nhận được cái không sanh không diệt nơi mình gọi là ngộ đạo, chứ không phải tìm cái gì xa xôi. Mà cái không sanh không diệt đó nơi phàm phu cũng có. Mình mê thì tạo nghiệp xấu xa là khổ. Ngay trong cái khổ mà biết chuyển hướng, biết thay đổi tâm niệm, biết làm những điều lành điều phải, biết chia sẻ cơm áo với mọi người, biết sống trong tình đoàn kết anh em, tự nhiên mình vui. Cái khổ là cũng tự mình tạo. Tự mình có những tham, tự mình có những sân, tự mình có những si, rồi đau khổ, phải vậy không? Nếu dẹp bỏ tham sân si rồi, ngay cõi này có phải là cõi cực lạc hay chưa? Vậy, có nên tìm cực lạc bên kia hay không? Nếu chúng ta thấy bên kia là cực lạc, bên này là ta bà, là còn thấy hai. Mà còn thấy hai là còn thấy đối đãi, chưa là lẽ thật. Vậy người hiểu đạo đúng theo tinh thần đại thừa là ngay ở trong các cảnh khổ, ngay trong cái chỗ mà người ta cho là xấu xa, mình khéo chuyển thành an lạc tốt đẹp, chớ không phải bỏ đây cầu kia. Đó là tinh thần đạo Phật. Đạo Phật không có cái bỏ để trốn để cầu. Có nhiều người làm nghĩ rằng mình tu là phải trốn thiên hạ, phải bỏ hết những cái gì đâu đâu. Đó là lầm lẫn. Tu là chính mình phải thay đổi những cái tâm xấu xa của mình, là tham sân si. Nếu chuyển được tham sân si thì ta bà thành cực lạc. Còn không chuyển được tham sân si, ôm tâm niệm tham sân si cầu về cực lạc, cực lạc cũng biến thành ta bà. Vì còn tham sân si thì ở đâu cũng rầy lộn đánh lộn. Mà đánh lộn, mắng nhau, giành giật, đó là gốc của ta bà. Cho nên chúng ta chuyển đổi được tâm niệm tham sân si thì ngay ta bà thành cực lạc. Còn không chuyển đổi được tâm niệm tham sân si thì cực lạc biến thành ta bà. Đó là sự thật, cho nên hiểu đạo thì chúng ta nên hiểu như vậy. Ngay trong cuộc đời này, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn an vui.
Chúng ta thấy đây không phải là khổ. Chính đây nếu ta khéo chuyển thì cõi này thành cõi cực lạc, chứ không phải chờ về cực lạc mới thấy cực lạc. Như vậy, tinh thần đạo Phật đến chỗ cứu kính giác ngộ mới thấy rằng chính mình và mọi người, chính mình và các hoàn cảnh đều không phải là vấn đề hai hay ba. Ngay nơi tâm niệm mình chuyển hết hướng những cái xấu xa của mình, thì hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh tốt đẹp. Ở trong chỗ nào cũng là chỗ tiến bộ, chứ không phải chỗ xấu xa. Xấu xa chính vì cái ấp ủ tham lam, ấp ủ si mê của chúng ta. Dứt hết những cái đó thì tự nhiên nó sáng sủa tốt đẹp. Thế nên các thiền sư lúc nào cũng thấy cõi đời là đẹp, đẹp như một bài thơ. Tại vì thấy đâu cũng là tốt, ở đâu cũng là sáng sủa. Còn chúng ta vì mang cặp kính ủ rũ buồn bã nên thấy cái gì cũng buồn. Phải vậy không? Nếu mình mang cặp kính tươi sáng trong lòng, nhìn cái gì mà không vui? Phải vậy không? Khi nào quý vị đang buồn bã thì nhìn thấy cái gì cũng buồn bã theo. Nếu tâm hồn quý vị sáng suốt, phấn khởi, vui vẻ thì nhìn cái gì chẳng vui vẻ. Cho nên chúng ta cần tạo một tâm hồn vui vẻ, sáng sủa và tỉnh giác thì ngoại cảnh theo đó mà sáng sủa. Nó không còn tối tăm mờ mịt nữa. Tối tăm mờ mịt đó là do cái mê đen tối của tham sân si, chứ không phải gì khác. Hôm nay là ngày Phật hoan hỷ, tôi nhắc lại những điểm then chốt cho tất cả quý vị cùng chúng tôi, mọi người chúng ta đều nỗ lực vươn lên. Làm sao cho luôn luôn tỉnh giác từ thấp lên cao, và luôn luôn tới tâm niệm cầu tiến lợi cho mình, lợi cho người, để cho chính mình ngày càng được an vui, xã hội ngày càng thêm tốt đẹp. Đó mới chính là tinh thần giác ngộ của đạo Phật.